chị nào lấy comment là số 37 cho em nhé mọi người nhé. 37 kèm cân nặng cho em là có đơn nhé mọi người nhé. 40 ký váy hay cái gì ạ? Bộ hay váy? Bộ hay váy ạ? Ok nha, áo khoác hay bộ cho bé 25 ký, có chị nhá, có nhá. Ok nha. Ấy là cái gì? Cho em 179.000 cho em áo phao siêu dày luôn, rất là nhẹ. Cái này lên cho em áo phao mã số lên là 34 đây ạ. 34 đây nhá mọi người nhá. 34 cho em nhá. Cái này lên là 34 đây ạ, 34 hồng đậm và 34 hồng nhạt cho em nhá. 34 hồng đậm, 34 hồng nhạt 179.000 cho em 34 nhá mọi người nhá. 34 cho em kèm cân nặng cho em nhá. 34 kèm cân nặng cho em. 34 kèm cân nặng cho em. 179.000 cho em nhá. 179.000 cho em áo này. Mã này đây là 34 cho em nhá mọi người ơi. Em lên 12 mã là em nghĩ này. Đây cái này lên cho em bộ ginkgo đây ạ. Bộ chữ đây cho em nhá. Bộ chữ cho em này. Có len nhá. Bộ chữ đây là size cho bé 17 cân đến 27 cân cho em bộ chữ 149.000 đúng không? Bộ chữ cho em 149.000 size 20 cân là 17. Bộ chữ Bingo là mã số 27 cho em này. Mã này đây là 27 cho em này. Size 17 cân đến 17 cân đến 27 cân cho em. Bộ chữ cho em có chữ hồng và chữ xanh cho em 149.000. Áo len bé 17 cân em lại không có, rồi em bắt đầu từ 20 hay 2 cân mới được, mới mặc được. Rồi chị nào lấy cho em thì comment cho em bộ chữ này mã số 27 cho em nhá. Mã số 27 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá. 27 cho em hồng và 27 cho em màu xanh này. 27 hồng, 27 xanh cho em. 27 hồng, 27 xanh cho em 149.000. Không, áo len 17 cân em không còn đấy, chỉ em còn áo len đại thôi. Áo len đại thôi. Áo len đại là số 24 đấy thôi này. Cái này có len đại này, nhiều hình này. Cái này đây là 24 cho em này. Size 20 cân đến 48, 50 cân cho em. Cái này đây là 24 cho em này. 24 nhá. Cái này lên cho em là 24. Sau lưng em là gì? Váy hay bộ? Chị Phương Linh á. Cái đấy là bộ đát em có gửi cho chị rồi đấy, chị Phương Linh em có gửi hình đấy. Bộ đát gửi hình cho chị mà chị có chọn đâu. Bộ đát gửi hình cho chị rồi gì. Rồi cái này đây là mã số 24 nhá. Size cho bé là từ 20 cân đến 48 cân cho em này. 20 cân đến 50 cân cho em áo len. Mã số 24 159.000 đúng không? 159.000 đồng cho em 24 cho em màu trắng và 24 lên cho em là màu hồng nhá. 24 trắng, 24 hồng cho em áo len nhá. 24 trắng, 24 hồng cho em. Quần lễ em không còn nhá. Quần lễ em không còn. Rồi cái này đây là 24 cho em này. Áo len cho em nhá. 24 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 24 kèm cân nặng cho em màu trắng màu hồng cho em 24 này. Trắng hồng. Size cho bé là từ 20 cân đến 50 cân cho em nhá. 20 cân đến 50 cân cho em áo len. 20 cân đến 50 cân cho em. 20 cân đến 50 cân cho em áo len. 159.000 cho em 24 trắng này và 24 hồng, 20 cân đến 50 cân hàng Quảng Châu nhé mọi người. Len lông tuyết rất là dày. Cái này là len lông tuyết dày lắm. Chị nào lấy thì comment là 24 nhé. Chị nào lúc nãy đặt rồi không phải comment lại đâu ạ. 24 trắng, 24 hồng cho em nhé mọi người nhé. Áo len lông tuyết cho em. 24 trắng, 24 hồng cho em này. Đây. Áo này lên cho em mã số đây. Mà bộ đát này là mã số 13 nhá. Bộ đát này là mã số 13 cho em này. Bộ đát này là mã số 13, size 20 cân đến 40 cân, mã số 13, 159.000. 13, con này là 13, 159.000 nhá. Bé Phạm có 24 rồi ạ. Mickey có mũ size 31 cân á. Mickey bàn cờ á, phải không anh?
không miễn phí ship nha các chị nha, nhà em không miễn phí ship đâu nhá. Mã ship toàn quốc 30.000. 149.000, còn cái bộ dự Vinger lúc nãy chị hỏi là mã 27 cũng 149.000 luôn. Bộ Mickey là mã số 21. Bộ Mickey là mã số 21 nha. Rồi đây là bộ Dash là mã số 13 này, 159.000 bộ này. 159.000 màu hồng với màu đỏ cho em size 20 cân đến 40 cân nhá. 159.000 cho em bộ này. 159.000 đồng cho em nhá. Đây chất liệu là da cá cho em. Đó khoang mấy chiếc hết rồi. Đó khoang mấy chiếc hết rồi nhá. Mấy chiếc thì có lên có một like là hết luôn. Lên một lần là hết. Thôi mọi người em nghỉ like đi mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã đón xem like của em hôm nay nhá mọi người nhá. Bye bye mọi người nhá. Bye bye các chị nhá. Chụp một cục đây lại là cục đây như tiền chụp lại đi. Nói chị chuyển khoản trước cục này cho em đi. Anh mình lên vô xin lỗi hai cục á. Chuyển khoản thì đi hè, chuyển khoản thể ra bán. Lên đây. Không. Không chơi đi. Thấy chắc cái là tao nói gì. Ức ử lắm. Cái lạc mình. Tập trung chim luôn. Cho lấy máy đo tần số tình yêu em. Đo đưa view em ra bùi à. Còn cục này để cho bả trả lời luôn. Chụp qua bán nhiêu tiền chưa? 820 là cục sau, còn cục trước đâu có thử cục trước chưa chứ. Dưới bàn có thử cục nào của chị. Cục đó qua là hai cục á, một cục 820 với một cục 700 mấy nữa. Rồi chụp quan cục nữa đi, thấy cục chị để lại đi. Ví dụ chị xin lỗi, chị kêu để chị chuyển khoản rồi đi hè. Dạ đây, eo la bùi. Mua mấy cục rất là dễ thương. Dạ, xong rồi, nói với em vậy nè. Yên ơi, bill chị chừng nào trên 1 triệu gửi. Nhưng mà một tuần, ví dụ như 3 ngày mà thấy 3 ngày không mua là sẽ gửi. Dạ dạ, gửi bill 990. Ừ, tại vì dặn yêu là bill trên 1 triệu mới gửi, mà giờ gửi 990, ghét bơm hàng. Ai cho em cái lời giải thích được không quý vị? Chế nào xa dưới 70kg là chế đó ghiền nè. Chị Phùng Lê, trời ơi, trưa nay em bán hết sạch rồi. Trưa nay phải tổng cỡ là 50 cái áo ba lỗ, đủ màu, đủ sắc luôn, bán sạch rồi. Đây nè, mấy mẫu này của khách đặt nè, em cho chị coi thôi, đợi 3 bữa nữa em về tới... gần 300 cái áo ba lỗ đủ mẫu để cho trời ơi, mặc chiếc jean là vậy, chiều này mặc đi siêu thị bà nấu che nhí nhảnh lắm chị ơi, nhí nhảnh lắm, hơi bị đẹp nha, con nào mẫu cũng đẹp hết á. Quay đây mẹ, quay đây đó, bắt đầu gừ á đó. Bắt chân bắt đứng rồi. Dạ, chị Tuyền, ủa, chị Tuyền lấy áo ba lỗ rồi chưa nè? Nói như nè, em về 300 con lận, mấy chị đợi em nha. Em về 300 con lận. Mà vải đẹp lắm mấy chị, 90kg mặc cũng sướng nữa. Ha, mà có 100 ngàn à, đợi em, vài bữa nha. Rồi giờ cùng quy hàng bơm với em nha. Anh Thư Hồ Hà. Em để dành cho chị con nè, để dành cho chị. Anh Thư Hồ Hà nhắn tin hoài mà chị không có trả lời con xã của nha. Rồi xã của anh Thư Hồ Hà đi. Không có xem tin nhắn. Bé, nó người ta cố tình á. Lấy một cái áo này chia lại cho chị Phùng Lê đi. Nè nhường con cho chị Phùng Lê nè. Nhường con của em cho chị Phùng Lê nè. Đợi chị, em nói rồi 300 con áo ba lỗ về lận, mấy chị đợi em. 300 con áo ba lỗ về lận, tin em đây, vải nè. Nè, để dành cho chị Phùng Lê bên nước ngoài con nè. Trời ơi, con này là mấy chị biết tại sao không? Tại vì là nó đẹp quá, con sọc cũng đẹp nữa, nói chung là chiều nay con nào cũng đẹp ha. Nè, để cho chị Phùng Lê mở hàng con nè, để em coi những cái con cờ Anh cờ Mỹ gì chiều nay còn không. Hình như hết ba lỗ, chiều nay sạch ba lỗ rồi, chiều nay sạch sẽ ba lỗ luôn. Bây giờ chỉ còn áo thun có tay nè, giống như vải đó luôn á chị Phùng Lê. Đây nè, nè chữ ly nè, đó chữ ly nè. Nè còn con cờ Anh nè, 100.000 con nha, cờ Anh. Đó, con chữ ly, con cờ Anh nè. Con này số 8 nè, mấy con này mặc với jean, sọc jean đẹp, con này số 8 nè.
Dạ con này là lê bít xanh nè, cứ 100.000 con ha. Hết rồi Ly ơi, hết rồi. Đợi đây, thứ hai, có thể thứ hai về tới 300 con. Đặt kho rồi nha. Thứ hai là về 300 con này, cho nên mấy chị đợi em, đừng hỏi nữa. Để em vô em thay cái con áo này ra bằng cái áo hoa cúc nè. Cà phê sữa nè, vải đẹp lắm luôn á mấy chị. Vải đẹp xuất sắc luôn nha, cà phê sữa nè. Rồi mấy chế chốt đi ha, áo thun trắng 100.000 con. Chế nào chốt thì chốt đi giùm em ha. Rồi cắt hàng bơm nè. Để em vô em thay cái áo hoa cúc cho mấy chị nha. Nè, tôi ghét mấy bà dữ lắm nè, đưa lên cái áo hoa cúc không có chốt đâu nha. Đưa lên cái áo hoa cúc không bao giờ chốt ha. Nè, đợi đi. Một hồi tôi mặc vô rồi bắt đầu giật lộn nè. Dễ thương thấy mẹ không? Một hồi tôi mặc vô giật lộn nè nha. Đó, hồi mặc vô giật lộn. Hôm qua chị nào thiếu con áo hoa cúc? Chị về Nguyễn Trâm phải không? Nguyễn Trâm thiếu áo hoa cúc đúng không? Nguyễn Trâm không có dấu 104 á bé lùn. Để lại mà. Nguyễn Trâm 104 áo hoa cúc 104. Rồi đợi em một phút nha, em thay áo này cho mấy chị. Em thay áo hoa cúc cho mấy chị nha. Cái mặc áo này nữa rồi mấy chị hỏi em quýnh mấy chị chạy không kịp luôn á. Chưa có thì chốt nha. Áo hoa cúc hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Rồi khui hàng ơi. Khui hàng bom nha quý vị. Áo hoa cúc 104, dễ thương không? Mấy chị mặc giày cũng được hả? Này là cái dây dây rút. Mấy chị mặc giày cũng được nè. Hoặc là mấy chị mặc giày cũng được, tùy mấy chị nha. Mấy chị mặc sao cũng được, hết trơn hết trọi nha mấy chị. Hai cúc 104, form không có dài nha. Form dưới rúng một cúc, dưới rúng nhiêu đây. Rồi chốt giùm em áo hoa cúc 104 qua, quá trời người hỏi luôn. Giờ đâu mất cái tiêu hết trơn rồi. Rồi lên bộ nè. Bộ Anh Thư Hồ Hà. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu lăn quanh cho đời mòn mòn. Trên hai vai ta. Rồi áo hoa cúc của chị Phương Thảo nè 104. Áo hoa cúc của chị Ngô Tú Linh nè 104. Tổng cộng là một dây tổng cộng nè mấy chị, một dây bằng gì quên nè, gì quên nè, dây vàng là cái gì quên nè. Nói chung là ba dây này nè, ba dây của hàng Suy Nhật nè 107, ba dây 107. Giờ em sale cho mấy chị ba dây với giá 100.000 hàng bơm. Để hợp lại ba dây với giá 100.000 ha. Ba dây với giá 100.000 hàng Suy Nhật nè. Ba dây này 107. Mà giờ em sale cho mấy chị ba dây với giá 100.000. Ba dây giá 100.000 nha. Một size à chế. Size em với chế là một size nè ha. Có một size à chị Phương Thảo. Rồi chốt giúp giùm em nha. Chốt giúp giùm em là cái này hàng bơm của anh Thư Hà Hồ nè. Giờ hỏi mấy chị nè, giờ nói sao? Em còn nhắn tin rồi em còn báo rồi em kêu gửi lại mà lơ, đọc xong không trả lời thì nói chuyện gì, nói chuyện cái con mẹ gì nói chuyện. Rồi áo khoác nam nè, áo khoác nam 90.000, áo khoác nam là hàng sale rồi nè, 90.000 nè ha. Chị nào chưa chốt con này thì tranh thủ chốt đi nha, còn không chốt đem thì cho thằng Phi dưới 90 tí. Đẹp không mấy chị, đẹp không? Sale cho mấy chị 90.000. Chị nào chốt áo khoác nam, chốt giùm em áo khoác nam này đem cho công ty là khỏi bán đi. Em này để trên bàn khỏi bán luôn. Bill em không biết là bán cái áo sale 90.000 với bạn bán ba cái dòng 107.000 em lời gì trong đó. Mà em thấy ship em ship đi với ship về với lại gọi điện không đã hết 80.000 rồi. Nói chung là không thích thì mình đừng mua nha. Rồi, xả cái cục của chị Eo La Bùi nè. Nè, xả cái cục của Eo La Bùi nè nha mấy chị. Xả cục của Eo La Bùi nè 130.
cái bộ đồ như là cái bên tóc của chị, mình gửi chị tóc cái áo, xong cái bên trong này là cái áo chị tóc đó, mình gửi xuống bạn không biết, nên bạn không nhận, nếu không về được không? Còn về giờ là bán thôi, chưa biết sao giờ. Rồi, xả cục hàng của Eo Ly Bùi, cục này là dưới 70kg nha. Xả cục hàng của Eo Ly Bùi, cục này là dưới 70kg. Bây giờ cái đầm trắng ở sau lưng mày treo, mày bỏ dưới đây luôn nè, bây lại treo lại đi cho mọi người thấy đi. Xả cái cục hàng của Eo Ly Bùi, cục hàng này là Yên ơi, bill trên 1 triệu mới gửi nha. Ok, cuối cùng Yên gửi cục hàng này 99, chưa đủ 1 triệu bơm. Rồi bán cái con gì dâm suốt 50.000 nè. Con này size nhỏ nha, 50.000 con dâm suốt, hầu như không lời quên nào luôn. Em thông báo là hầu như là cái này là lấy về cho mấy chị cho có mẫu mã nè, em không lời cái con mẹ gì luôn. 60-70kg dâm suốt. Chị nào chốt dâm suốt, chốt giùm em dâm suốt 50.000. Dâm suốt 50.000 nha quý vị nha, dâm suốt 50.000. Em lên cho mấy chị cái con áo là bữa là bao nhiêu người giật lộn nè, 200 sale 130. 200 sale 130.000 nha. Bao nhiêu người giật lộn con này luôn. Đây nè mấy chị. Đây ha. Bao nhiêu người giật lộn con này luôn, phấy L nè. Tay này là con cỡ 65 đến 75 tí. Cái chị Kim Pilai người Thái, chị mặc cái con áo này xinh lắm luôn. 200 xả cho mấy chị 130, size 65 đến 75 kg. Tay này là size 65 đến 75 kg. Ủa có ai qua like không vậy? Alo. Alo. Chị Nhi đoàn mới chụp hàng xong, chị kêu bao nhiêu tiền mình chuyển khoản là vừa gửi lại chị. Nói chị Nhi đoàn muốn gửi lại hay không tùy chị, hay nói chị có muốn gửi lại hay không để chị mua bill khác. Áo trắng của chị Song Anh nè. À xin lỗi từ từ nha. Áo trắng của chị thể thao Thanh Ly. Thể thao Thanh Ly 130 ngàn thể thao Thanh Ly. Dạ áo trắng khách lấy, ai chốt giùm suốt 50 ngàn chốt lên giúp giùm em nha. Trăm rưỡi. Dạ. Quần tây 150, hàng Việt Nam xuất khẩu. Coi phơm quần giùm tôi nguyên cái đi. Ở đi coi phơm quần đi, rồi mai mốt kiếm con quần tây hàng Việt Nam xuất khẩu đẹp chè mua. 60-70kg nha. 60-70kg. Vậy mà quần này mấy chị mặc cũng được rồi đó. Giờ mới thấy nè, quần này nó bị dính cái keo rồi mấy chị ơi. Quần này nó dính cái keo rồi. Anh ơi, 353 nè. 353. Có cái bao rinh lỗi bên này là 353. Dạ áo trắng khách lấy rồi. Không có đen. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Gửi giờ gửi lại cái con cho chị ở chuyển khoản á. Thôi gửi lại đi khỏi chuyển khoản cũng được. Nè. Xả cho cái đầm 150 luôn nè. Em buồn em chán em bán nhà em đi cầu thang luôn. Nè xả cho cái đầm 150 ngàn nè mấy chị. Xin không? Cái đầm này bữa đó bao nhiêu người giật luôn, em nói thiệt lòng luôn. À, đầm này dưới 75kg cũng vừa nha. Đầm xanh gold là đẹp không mấy chị? Chốt trước giùm em đầm xanh gold nha. 150 ngàn sale. Đầm xanh gold 60-75kg đầm xanh gold. Chị nào chốt đầm xanh gold sale 150 ngàn. Cái đầm chị 150 của chị Song Anh. Ai có chỗ cho tôi đi tu không? Tôi nói thiệt, có ai có chỗ cho tôi đi tu không? Cái cục của chị Eo La Bùi này chị Lâm Hằng không có mặc dừa. Nè cái con này thun lưới nè. Bả luôn 150 ngàn cho đỡ mắt phong long nè mấy chị. Con này là thun lưới nha. Con này mấy chị mặc là bao đẹp cho mấy chị luôn. Tại vì nó thun lưới nó mặc thoải mái. Dạ 65kg đến 85kg, 87kg cũng vừa. Chốt giùm em đầm hoa đỏ. Chốt giùm em đầm xanh đen hoa đỏ. Xả 150 luôn. Rồi còn bộ đồ thể thao nè quý vị. Xả 130 nè, L Bùi. Dạ cảm ơn đa tạ chị. Biết sao giờ? Dạ. Chị ơi, chị cố gắng nha, giữ gìn long thể nha. Bên hàng em nha. Chán, giữ gìn sức khỏe nha. Đầm hoa đỏ của chị Phạm Hoa nè, hoa đỏ, cố gắng nha.
Bom hàng em nha, hại một người là nghiệp nó tới hàng mầm nha. Kệ mẹ nó, nghiệp em tới thì chị bom hàng em dễ chịu lắm ha. Ừ vậy đi, em 150. Rồi bộ này 60 đến 70 kg. Chị nào 72, 73, 74 kg vẫn vừa nha. Thể thao. Bộ thể thao, ai lên chưa vào ai chốt bộ thể thao vậy? Quỳnh Trâm nhiêu ký vậy? Rồi 130 bộ thể thao của Quỳnh Trâm nè. 130 của Quỳnh Trâm nè, cho ra lấy lại cái bịch đi con. Khổ mà, đang khổ mà. Em đang đọc tế, mấy chị đợi em chút em bán nha. Rồi quần 200 nè, xả cho mấy chị 150 luôn. Để xả lỗ rồi mà còn tốn tiền ship. Quần 200 xả mấy chị á. Nè quần đẹp không? Quần 200 xả mấy chị 150 luôn, coi là 60 đến 70 kg quần riêng. Ai chốt trên này thì chốt giùm tôi cái nghe, trúng thì bắn luôn á. 60 đến 70 kg, eo này là eo dưới 92 nè. Eo này eo dưới 92 nha, 60 kg vừa chị Hoa Đỏ cắt lấy rồi chị Hiền. Bữa giờ chị Hiền đi đâu vậy? Hello. Dạ quần jean hàng bom 200 sale 150 nha. Bom cho chi cho bả bị. Nói nhầm vậy trời. Nói nhảm vậy trời. Mình phải ngồi mình nói cho người ta hiểu, nói cho cục hàng nó hiểu. Nhi Quỳnh nè. Nhi Quỳnh lấy quần jean sale 150 ngàn. Bây giờ tại vì biết sao không? Tại vì nếu mà họ trả mình cái nghiệp đóng hình mình nhẹ nha chị. Mình nói cảm ơn mày nha Nguyễn Thị Tâm Hà. Ừ vậy đi. Vì mày mà tao bị cùng cùng gì đó kiểu vậy đó. Ừ vậy đó. Rồi bộ gu xì nè quý vị, thun la dông nè. Má nào chốt thun la dông, chốt giùm em thun la dông bộ gu xì 250 ngàn chân váy quần. Đẹp không? Ôi ôi, ta nói nó đẹp ngang ngửa em luôn. Chân váy quần gu xì nè, bộ này 250. Chị nào chốt bộ gu xì này chốt lên giúp giùm em gu xì ha. Chị nào chốt gu xì này chốt lên giúp giùm em gu xì. Gu xì này có size 60 đến 100 kg 250 ngàn gu xì. Ha, 250 ngàn gu xì. Bé lồn cái cục hòa cục trên giữa nhà con hút nó lên đây cái gì đi. 250 ngàn gu xì. Cái cục riêng ở giữa nhà đó hôm qua đem xuống nhà dưới, bỏ giữa nhà chưa trồng lên đó. Chị nào chốt gu xì, chốt giùm em bộ gu xì. Bộ này có size từ 60 đến 100 kg nha quý vị. Quý vị khán giả ơi. Lấy cái bịch này bên đây nè bây. Rồi giờ tối nay mấy chị muốn lên cái gì đây? Tối nay mấy chị muốn lên gì? Ủa cắt hàng bơm lên hết chưa? Đem vô hết hàng bơm đi anh. Đem hết hàng bơm chưa? Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Kỷ niệm cũng chi. Má nhiều lúc lý do em không hiểu được luôn á. Bill triệu mà giờ bill 990 gọi không nhận. Không chịu nha mấy chị. Nói cỡ nào cũng không chịu. Trời ơi, không biết giải quyết làm sao luôn. Quần này nè, mấy chị coi đủ co giãn nè. Rất là nhiều. Rinh bạc quá nè. Hơi bị đỉnh luôn. Nói chung là đỉnh đó. Đỉnh cực kỳ. Rồi, 95 eo này là tương đương 75 kg nè. Rinh bạc 200 eo này tương đương. Chị ơi, cái đầm của màu trắng phía sau cao mít 5 nặng 5 kg. Có size chị Nhật Linh. Bên nhà em có size từ 60 đến 100 kg. Mà đầm đó vải co giãn đẹp lắm chứ. Vải đẹp lắm nha chế Nhật Linh. Còn mấy chị mà đã bơm hàng em rồi mà thấy hàng em ghiền quá thì vô đặt hàng đi. Chuyển khoản trước 500 cọc nha. Chuyển khoản cọc nha. Thứ nhất. Thứ hai mua nữa chuyển khoản cọc nữa. Thứ ba mua tiếp tục chuyển khoản cọc tiếp. Vậy tiếp tục nữa mua nữa chuyển khoản cọc nữa. Tại vì sao? Mất lòng tin rồi ha. Một lần bất tính là bạn lần đi làm đỉ luôn. Vậy thôi vậy á. Rin bạc này khoảng cỡ 75 kg là chế Phạm Hoa. Hai xị cho chị. Chị về chị cầm con rin bạc lên chị mặc cái là ố dè luôn. Á dạ ố dè luôn. Dạ ố dè luôn. Bị lũng luôn. Ố dè. Ôi trời, cái con quần rin đẹp. Ố dè 353. Quang ở ngoài đó 353 đó. Lai nói hết thôi. Bán rỉa còn bơm. Ai bơm mong vú rớt tay hát khỏi mặt đồng. Quỷ nó ác ghê. Quỷ nó ác ghê. Mình sống là phải từ tâm. Giá vậy là không có được. Rủa khách cũng không có được. Đừng có rủa khách vú tới tháng. Rủ làm con bên này thì bằng cái ốc, mà con bên này bự bằng cái năm rau hay gì đó. Quỷ kỳ cục. Bỏ nết đó đi nha. Bỏ cái nết kỳ cục đó nha Nhi bà nội. Có bộ đỏ sale nè. Dạ 240 sale 150 nè. Đỏ mắt phong long. Bộ này chắc em đem lên chia bà nội trang. Bộ này á mấy chị 65 đến 75 ký thôi. Riêng bà của chị Phạm Hoa hả? Nó bị lũng. Nó bị lũng rồi chị Hoa, đợi từ từ đi. Dạ đầm 280 nha chị. Đây nè, bộ đỏ ngọc trai
size này sale cho mấy chị 150, 65 đến 75 ký nha. 65 đến 75 ký bộ đỏ ngọt ở của lộn, bộ đỏ vét ha. Sale 150 ngàn đỏ vét. 60 đến 7 à 65 đến 75 ký. 65 đến 75 ký bộ đỏ vét nha. Chị nào chốt đỏ vét chốt giùm em đỏ vét 240 sale 150 ha. 240 sale 150 nha quý vị. Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang chốt giúp giùm em bộ đồ một cái đi mấy chị. Có một bộ nè. Một bộ thôi. Một tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Kỷ niệm vu vu. Rồi áo này 100 ngàn nè. Áo này 100 ngàn nè quý vị. Nè áo này là hôm qua chị gì hỏi quên nè. Chị gì hỏi. Áo này 60 đến 100 ký nè. Chốt giùm em áo xanh đen trái chảnh vải đẹp lắm nha. Rồi con này hàng trẻ về bán với chị 80 ngàn. 80 ngàn xanh đen trái chảnh. Bộ vest của chị Anh Văn Văn nè. Đây Anh Văn Văn nè con 150. Áo là 60 đến 100 ký nè ha. Rồi bán sale cho mấy chị với giá 80 ngàn. Thấy chị Anh Văn Văn là sẽ đưa đầm dạ hội lên. Thấy chị Anh Văn Văn là chị ơi, mua giúp giùm em con đầm hàng độc đi 350 ngàn. Đây như công chúa không? Trời ơi ta nói như công chúa luôn ha. Tin không? Không có một điểm trừ luôn màu. Màu này là màu xám ha. Màu xám size 16 nha chị Anh Văn Văn. Đỏ vét. Đây vết trắng rồi chưa chưa? Dạ con xưởng em nó bị đứt dây lắm chị. Dạ. Con xưởng em mà cái chuyện mà coi như bằng cái nấm cơm này nè. Hồi qua tới nó là thành cái nia, hiểu không? Đó. Nói chung là do đầu óc nhạy cảm á mấy chị, nói hoài. Đợi đó đi chị. Đầm treo một tủ 80 ngàn của chị Thu Lê nè. Thu Lê 80 ngàn, tối nay mình bán bình tĩnh lắm nha. Tối nay mình bán hàng trong một cái thái độ rất là bình tĩnh. Nè, bộ này là bộ hàng sale nè. Bộ này là bộ hàng sale nè nha. Bộ này bộ gì? Bộ này bộ cá nón hay là cá lỗ? Rồi, bộ này là không có size để bán nha. 63kg, 64kg, 62, 63, 64kg đến 73, 74kg. Một bộ thôi. Bộ này là 280 xả cho 180. 280 xả cho 170 nè. Mấy chị coi cái quần nó mới đẹp. Mấy chị coi cái quần với cái vải mấy chị mới bị phê. Đây, quần 7 ở quần chính xác nè, có bo chân là đẹp không? Mà màu loan này mấy chị đi kiếm cái size khác, nó không có màu loan này cho mấy chị đâu nha. Rồi chốt giúp giùm em. Nhớ bỏ vô bộ đùi lính đổi cho em một chiều, lấy bộ đùi lính của Duy Quỳnh chưa? Kiểm tra bao Duy Quỳnh có bộ đùi lính đổi chưa? Có rồi chị. Có rồi chị Quỳnh lấy. Rồi bộ này là size. Bộ này là size 63, 64kg đến 73, 74kg. Và bộ lon lửng này. Ủa bộ lon dài hay lon lửng nha? Bộ lon dài này tính cho mấy chị sale với giá 180 nha. Chị nào chốt bộ sale chốt giùm em 180. Bỏ vô bà TV để chút nữa đưa lên kho luôn. Nào đẹp trời bán lại. Một tiền dĩ vắng đã trôi đi vào quên lãng. Rồi lên cho mấy chị bộ này bộ L nè. Dạ hàng đuổi trẻ cho nên sale cho mấy chị nha. Bộ này ở dưới em còn hàng nha. Bộ này size 60 đến 100kg mà giờ dưới đó còn sale size gì em không biết. Bộ này vải co giãn dữ lắm. Nhưng mà hiện tại thì em đang cầm cái Hiện tại là em đang cầm bộ size L là 60 đến 70kg. Hiện tại nha. Để em coi thử phải quần nó. Bộ này giờ em còn là size 60 đến 70kg. Đây cái quần của nó là quần 2 nút nè. 60 đến 70kg. Bộ này 250 sale cho mấy chị 180 ngàn. 180 ngàn bộ công sở 2 nút nha. Bộ công sở 2 nút 60 đến 70kg. Sale cho mấy chị với giá là nhiêu quên nè. 250 sale cho mấy chị 180 ngàn. Chị nào chốt bộ này thì chốt giùm em, không có thì sếp bỏ kệ dưới luôn Bi ơi. Sếp bỏ kệ dưới từ bán. Đây là cái bộ còn sale nè, đây là bộ chính tóc còn sale nè, 60 đến 70kg chính tóc còn sale. Tại vì bộ này là em đã hết sạch rồi nha. Chị nào 60 đến 72kg thì chốt, xả cho mấy chị 150 bộ chính tóc. Chị nào chưa có bộ này thì tranh thủ chốt ha. Lo like cái ai coi em vậy. Alo. Cuộc tình dĩ nhiên đã trôi đi vào quên lãng. Cuộc tình dĩ nhiên đã trôi đi vào quên lãng. Cuộc tình dĩ nhiên đã trôi đi vào quên lãng.
Bộ lon chưa ai chốt hết chứ. Bộ lon chốt cho anh Văn Văn đi. 108 của anh Văn Văn. Bộ chính tắc của chế Như Quỳnh nè. Như Quỳnh bộ chính tắc 150.000. Như Quỳnh. Không có dấu. Có 71 người xem nghe chị. Em thấy có 3-4 người nè chị ơi. Em thấy 3-4 người. Em có con lít kinh nè. Em có con lít kinh nè quý vị nha. À, con này là khoảng cỡ 70 đến 90 kg hơn vừa. Hơi bị đẹp nha. Hàng này là hàng 140 nè nha quý vị. Rồi con này sale cho quý vị 100.000 nè. 100.000 quần lít kinh nè. Trời ơi con này lít kinh dày mà đã lắm. Sale cho mấy chị con này 100.000 nè. 100.000 lít kinh. Lít kinh 100.000. Bộ chính tóc khách lấy rồi chị yêu Phi ơi. Sao không thấy ai comment hết vậy đó. Giờ chị comment lên chị mua đi. Chứ không thấy ai comment là do chị á. Chị đầu cơ tích trữ. Tự nhiên tiền sầu riêng ép như 70-90kg lấy skin xanh. Con này có túi hai bên có gân đồ đẹp lắm. Áo em mặc còn nhưng mà nó không có tới size của chị Thu Le. 90kg là ok rồi ha. Nè mấy chị ơi có túi nè. Có gân dọc nè. Nói chung là con này hoàn hảo lắm. Nhất là cái vải con này rất là đẹp ha. 100.000 của chế Lê Diễm Chi nè. Hồi chiều chị Lê Diễm Chi có bill chi ạ? Rồi nó trên cái bill chị Lê Diễm Chi là free ship cho chị Lê Diễm Chi nè. Quần legging của chị Lê Diễm Chi nè. Ờ đó. Rồi xả cho mấy chị một bộ. Hàng gì đây đem về ạ? Hàng của Ngọc Thúy phải không? Rồi ok, trả đúng hai bộ nè. Thôi mình xả bộ bi, nó không có thêm gì đẹp. Mấy chị bớt làm trò với shipper đi nha. Mắc mực mẹ gì đồ mình đổi, đồ mình mặc mà shipper bắt xuyên, shipper chịu nửa tiền, mình chịu nửa tiền. Nha. Mấy chị bớt bớt giùm em, hồi chiều cháy hàng ba, cháy hàng áo thun ba lỗ đó, nãy mặc con áo ba lỗ vô đâu dám ngồi. Gì à? Bán nửa tiếng rồi. Nè, xả cho mấy chị bộ đồ nè, bộ đồ này bị mắc phong long nè, bộ này size L, 60-72kg. Cái bộ này là áo form chữ A, áo rộng nha. Bộ này là áo cổ yếm nè. Đối với em tiền rất là quan trọng. Không có tiền thì không quan trọng à, không có tiền thì sẽ khổ. Nhưng mà có tiền bằng cái kiểu giống như là phải chịu nhục là thôi. Để em về em bán đồ ăn, em bán vỉa hè đồ nó sướng hơn. Đánh em nó kỳ lắm nha. Ví dụ cho em đi cho người ta cũng vậy. Em đi cho mà bằng cả tấm lòng luôn á thì chịu nha. Em đi cho thì bằng cả tấm lòng luôn thì chịu. Chứ đi cho mà nè, ghi hàng lỗi của Trang ơi. Đi cho mà, đi cho mà nói nặng nói nhẹ với người ta là cũng không có ok nha. Dạ ok chị. Cho chiều nhận hàng rồi giúp đẹp. Ghi Trang lỗi được rồi. Hàng lỗi của Trang. Rồi xả bộ này cho mấy chị nè. Xả bộ này cho mấy chị nha. Bộ này em còn mấy bộ. Tối hôm nay em sẽ xả bộ này cho mấy chị nha. Bi lên lầu phòng ông nội, phòng chị lấy bao này nè. Bò với rêu. Rồi mấy chị chuẩn bị tinh thần đi ha. Phòng của em anh Tư. Bò với rêu trong một bao nha. Nằm sát bên tường nè. Hôm nay xả bộ này mấy chị trúng mánh nè. Rồi xả nha kèm cái vùng đùi nè. Em nói với mấy chị là bộ này mặc lên bao cưng luôn. Rồi 220 anh Tư lấy à. 220 xả cho mấy chị 160.000. 220 xả cho mấy chị 160.000 mà. Còn cái nào em chụp hình gửi chị đó đây nè. Để chị đây nè. Trời ơi em để chị cái màu xanh đậm y chang em còn đúng một con size 16 thôi. Rồi xả bộ này cho mấy chị 160.000. 220 xả 160 chốt nha. Nó có áo bò nè, áo bò mà áo vải đuổi á. Với lại mấy chị coi phơm nè ha. Phơm A. Rồi và em có, và em có áo rêu và quần đen. Nhưng mà bây giờ mấy chị chốt ra nha. Rêu quần đen hay là bò quần đen gì đó thì mấy chị chốt ha. Alo. Alo 090281 người mấy chị chốt bộ bò kèm số ký, bò kèm số ký, rêu kèm số ký. Nhưng mà còn ít lắm, còn nào thì em chốt cho mấy chị đó nha. Bò kèm số ký, rêu kèm số ký, 160 nhiêu ký chị An ơi. Nè còn được mấy bộ nè. Có bộ 90 ký nè nha. Có hai bộ vàng 90 ký. Có hai bộ vàng 90 ký. 90 ký nè. Bộ rêu cũng 90 ký, bộ rêu xinh lắm. Hình như mất cái quần. Bộ rêu xinh lắm mấy chị ơi. Bộ này 3X cũng còn, 200kg cũng còn. Bộ rêu cũng size 2X nha. Bộ rêu size 2X, bộ rêu size L nè. Nó tự nhiên đâu mất cái quần, quần rồi bữa bỏ đâu đây nè. Đây nè, tự nhiên còn hai cái áo rêu nè. Chán chưa. Bán riết mất cái quần luôn.
Nè, có một bộ bò, có một bộ rêu của chị Trần Tuyền XL nè. Chị Tuyền ơi, chị Tuyền lấy bộ rêu XL nha. Nè, Trần Tuyền là có một bộ XL. Cô Tuyền hai bộ nè. Cô Tuyền hai bộ 160. Cô Tuyền hai bộ 65kg nè. Có luôn nè anh ơi, Cô Tuyền hai bộ nè. Cô Tuyền 160 với lại Cô Tuyền 160 nè. Một bộ chị Thảo lấy size gì báo em nha. Bộ bò hết 75kg, bây giờ còn size 80 đến 90. Mà cái này mấy chị mặc không rộng đâu, tại nó phơ ma, mấy chị cứ mặc thoải mái nha. Bích Thảo Phạm rêu ba hiệp nè, còn đúng bộ rêu ba hiệp của Bích Anh ơi, Bích Thảo Phạm nè. Bích Thảo Phạm, bộ bò XL hết rồi, nãy em có bộ rêu XL em để chị rồi nha. Bò còn 2 hiệp thôi. Rêu 2 hiệp của chị Thảo Trần Ngụ 6 nè. Bây giờ còn bò 2 hiệp và rêu 2 hiệp. Hết size XL rồi. Bây giờ 8 bò 80kg lấy rộng tí xíu nha chị, tăng lại cho rộng theo con giữa hàng. Tăng lại cho 160. Tăng lại sau 160, ai chốt 2 hiệp thì chốt lên cho em. Thì bây giờ còn 2 hiệp thôi. Tô Tuyền ở phía dưới á. Tô Tuyền ở phía dưới bộ bò với bộ rêu. Nè còn bộ size L nè. Bộ rêu của chị Phạm Hoa size L nè. Size L của chị Phạm Hoa nè. Hồi nãy chị Thảo Trần lấy màu gì vậy anh? Còn thêm Thảo Trần nè. Thêm Thảo Trần 160 nè. Thảo Trần 160 nè. Rồi còn bộ màu bò cho chị Lê Diễm Chi nè, 160 Lê Diễm Chi nè. 160 Lê Diễm Chi rồi, em cũng còn đúng một bộ màu rêu nha. Ai chốt bộ màu rêu chốt lên giùm em. Ai chốt bộ rêu chốt lên giùm em. Em có hai con áo nè, hai con quần ai giật trong chạy mất mẹ rồi. Rồi giờ lên giờ sale hai con áo với giá 70.000 cho mấy chị nha. Áo form chữ A nè, 70.000. Size L nha, 60-70kg còn hai con áo. Ai chốt hai con áo chốt lên giúp giùm em hai con áo. Còn đồ đẹp Viên ơi, gửi chị hai bộ bún khô. Còn đồ đẹp Viên ơi, chị cảm ơn, gửi chị hai bộ bún khô. Hai bịch bún khô. Hết rồi. Rêu của chị An Nguyên, bộ này là hơi rộng nè, An Nguyên mặc được không? Hơi rộng tí xíu thôi, có nghĩa là thay vì cái form A nó dày thì giờ nó ra chút dày nha. Nha An Nguyên ơi. Tại bữa đó em vô em mua bún kia không có cho chị á. Cái em nói thôi để mua cái đó cho chị đi. An Nguyên. Sai gì? Nhưng mà để sai đó đi. Dạ hết rồi chị Trang, bây giờ còn áo thôi nha. Bây giờ em chỉ còn áo thôi. 0903. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Rồi một con áo sơ mi size số 2 là dưới 73-74kg. Con này đẹp lắm nha, con này 108, sale cho mấy chị 160 nè. Áo sơ mi lụa, chị đang chốt sơ mi lụa, chốt giùm em dưới 73-74-75kg. Sơ mi lụa ha. Rồi hết rồi chị, còn áo thôi, lấy chị hai bộ hết rồi chị Đại Hiệp ơi. Sạch sẽ rồi. Sạch sẽ bộ đó luôn rồi, khách lấy sạch sẽ rồi ha. Mấy chị lưu ý nha, con nhắc khi mua đồ sale. Rồi áo thun này 50.000 nè. Áo thun này tại vì hồi bữa em cho mua cùng với Rin nè, mới có áo này chứ thực sự không có giá 50.000 đâu ha. Chốt giùm em áo thun. Đó nhây á, bắt đầu nhây á. 60-95kg, rô XL hết luôn rồi chị Tiến ơi. Hết rồi, chốt giùm em áo sơ mi, con này là vải rất là mát nha. Con này vải mát cực kỳ. Áo thun 50.000, ai chốt áo thun 50.000 chốt giùm em. Em lên cho mấy chị một cái con quần đen nè. Hổm giờ ai chờ quần đen thì hôm nay có quần đen. Và thông báo với quý chị là quần đen này không có rách nha. 200. Thông báo với mấy chị là quần đen không rách. Quần này là hàng hiếm nè mấy má. Quần này dùng từ hàng hiếm nè. Con này là size khoảng cỡ 60-67kg nè. Con quần đen này size 60-67kg nè. Bộ thể thao 50k. Bộ thể thao là 50k. Bộ áo thun chứ gặp đâu ra bộ thể thao vậy? Bộ áo thun. Đâu cái này. Cái này là 50.000 áo thôi chị. Áo của thể thao Thanh ơi, bị được cái lùng đứng dậy lấy cái ly nước xuống như vậy luôn. Tới giờ nhây á. Bụng nậu mày nha. Tới giờ nhây á. Áo sơ mi của chị Quốc Khang. Áo sơ mi của ai? Áo sơ mi 120 của Quốc Khang.
con này eo 96. Con này eo 96 là chị nào 75kg là ô, dớt con này cho em. Ai eo 96 quớt cái con này cho em liền 75kg. Nóng quá trời luôn. Phước Thịnh còn quần chip không chị? Đợi đi chị, thứ hai về đó. Quần chip này có size tất cả 100kg lần chip ren ha. Chip ren. Rồi ai nữa? Đợi em. Không biết là ngày mai tới nơi hay ngày mốt tới nơi á. Em bán cho mấy chị một cái con quần mà em là cái người là cái gu quần này là của em nè. Gu này là gu của em hay mặc nha. Gu này là gu của em hay mặc like nè quý vị. Hàng Việt Nam xuất khẩu nè ha. Con này đáng lẽ 208 á mà bán 200 đó nha quý vị. Nha. Nói cho quý vị biết nha. Nói thiệt cho quý vị biết ha. Rồi quần này eo cho 105 nè. Quần này eo 105 nè mấy chị. Eo 105 quần này. Chị nào chốt eo 105, chốt giùm em eo 105 quần này nha quý vị nha. Eo 105. Dạ chào chị Cò Đất Danh Phương. Dạ em chào chị Cò Đất Danh Phương không. Mai hoặc mốt chị, đầm xanh bao nhiêu? Ủa đầm xanh lẽ nào đâu chị? Nãy giờ lên gì đầm xanh vậy? Ủa nãy giờ chốt gì đầm xanh ta? Còn cái dép mà 80.000, 200.000, sale 80.000 ai chưa chốt thì báo lên cho lên xem nha. Chứ không là coi như tiếc nửa đời người luôn đó. Ha. Tiếc nửa đời người luôn. Nghe mấy chị. Nè con qua cái quần super xịn này qua chỗ cầu thang cái gì nè. Qua ngay cầu thang cái gì. Rồi đã lên tiếp. Con này thì không có rách bằng con kia. Con này rách lịch sự hơn. Con này rách lịch sự hơn một tí xíu nha. Con này cũng xanh đen rách lịch sự hơn một tí xíu. Chị nào chốt con này thì chốt lên giúp giùm em ha. Này là eo 95 nè. Này eo 95 nè nha mấy chị. Đầm xanh phía sau. À đầm xanh hoa chị 208. Cho em xem dép quần rách eo 100. Lùn nó xách cái quần đi rồi đó. Kêu lùn mà đưa cái quần rách nó vô đây đi. Lấy quần ra, không phải. Quần rách eo trăm là quần rách đầu tiên á, đây, dưới cùng. Đúng rồi, nè. Quần này nè chị, cô bé mong mơ, xinh đẹp như tia nắng trời, eo 100, 200. Đầm xanh con quỷ mannequin mặc áo ba nhãn. Các tôi quýnh là một cái rụng níu luôn á. Nghĩ sao đẹp rạng ngời vậy, anh ơi, chỗ nào còn gầu đầu, chở em đi gầu đầu cái bạn. Thúi quá, thúi vậy. Chuối lùm luôn á. Chuối lùm trong cây chuối luôn á. Quần này eo 90 nè. Dạ mấy má làm ơn chốt cái con quần bị mắc phong long giùm tôi cái được không? Dạ làm ơn chốt giùm em cái con quần bị mắc phong long 150 á. Ở lộn 208 sale 200 nè. Trời làm ơn chốt cái con quần. Con quần này rất bệ nè. Ở trong này có vải rất là đẹp nè. Trời eo 90 nè. Làm ơn chốt cái con quần này giùm em cái đi. Gì vậy? Được rồi. À, chị cô bé mộng mơ về giặt giùm em cái này nha, giặt ra nha, em tính chị con quần này 150.000 nha cô bé mộng mơ. Nếu em không thấy thì mấy chị báo, còn nếu em thấy thì em cứ trừ lại ha. Đó, Yến Linh Liêu nè. Yến Linh Liêu em tính cái quần đó cô bé mộng mơ. Yến Linh Liêu 200 nè. Rồi đưa cái quần mới vừa rồi đây cho chị Anh Nguyễn. Bay lấy cái quần này eo 95. Dạ con này đẹp nè chứ, con này đẹp tàn canh giá lạnh eo 95 nè. Là cô bé hay mộng con này rất vừa ha. Rồi của chị Anh Nguyễn. Ai mua cục mỡ không nói em bán ra nha. Má mấy người tay vỗ đồ hiếp luôn đó. Giấu cái bụng xuống cục mỡ. Ai mua cục này bán rẻ cho nha. Dép hôm qua chị nói đặt một đôi 80 màu đen nào để em lên nè. Mai đi đứng đường là có thiệt. Em coi thử bao quần đâu bây giờ. Đưa cái bao dép lên đây nè. Rồi để em lên bao dép cho. Rồi em chút. Cùng đầu tao mình đây ai nha, dẫn tao đi ăn buffet nữa tụi bay liệu hồn tao á. Thôi dẫn mà không dẫn vô cái quán đó thì dở như địch á. Gì dẫn với ai? Đúng. Ai rồi vô? Một đôi 38 màu đen rồi để em phân nha. Dạ 38 lấy 39 đen được không chị? Em sợ hết 39 nè. Giờ phân ra chứ sao bây giờ mà kêu mà đi chọn là không có chọn được nha.
39 nè. Rồi 38 đen của chị Hương Lam nè, 80.000. Em nói với mấy chị mà 200.000 mà sale còn 80.000 mà không vớt mà khỏi vớt luôn. Ừ, thông báo nhẹ vậy đó, coi da nhà người ta mềm nè. Rồi thông báo nhẹ đó, có nhiều màu lắm. Nhưng mà giờ chốt đại đừng chốt màu nha. Đen, trắng, kem, trắng sữa nè. Ha? Trắng sữa nè quý vị. Nè, trắng sữa nè. Dễ thương thấy mẹ coi đế nhà người ta nè. Đó. Dạ 200.000 chốt cho mấy chị 80. Dạ thông báo nha, tôi hay bán chiếc chiếc này chiếc kia lắm nha. Đó. Mới phát hiện là chiếc này chiếc kia nữa nè. Đang định nói con khỉ móc. Là cô bé hay mộng mơ. Đây nè, 39 nè. Chuyên gia là bán dép chiếc này chiếc kia không á bà. Nậu cha nó xếp đây size 41, số 40 lớn nhất nha. Dép hôm qua màu đôi màu 8 đen rồi có chị. Đôi này là size 40 lớn nhất quý vị. Quan viên hai họ dòng họ hai bên. Dép 39 của cô bé mộng mơ. Lấy hai đôi đi chị cô bé mộng mơ. Coi cái đế nhà người ta nè. Trời ơi cái đế mà dày nè, mà chống tuột ở lộn chống trọt nè. Nè cô bé mộng mơ hai đôi đi. Hai đôi đi chứ không có hấu hận đâu nghe chị. Em nói thiệt 200.000 sale 80 nha. 40 là lớn nhất nha quý vị. Tài 39 em dớt cho chị hai đôi luôn á cô bé mộng mơ. Em dớt cho chị hai đôi luôn á. Đôi này 39 nè. Là cô bé hay mộng mơ. Đôi này size 39 luôn nè. Tính đẹp nhớ tương chân đồng. Tèo 38 nè mấy bé ơi. Em gì ơi. Hai đời hai màu. Dạ hai đời. Tiên Dung hai đôi 40 đây. Giờ kiếm cái mệt mỏi nè. Có một cái chị gì hồi trưa chưa hỏi áo dây chị mà đợi cái nhận cái bill kia xong mới đi Phương Phương cái gì á. Gì Phương Phương coi Zalo thử cái bill gì cuối cùng Phương Phương à. Phương Phương. Ừ, Thu Phương một đôi 40 nè. 39 giờ kiếm 40 mới lòi bản học nè mấy chị. 38. Ai biết mày biết tao rồi nè. Kho Thu Phương nè. 80.000 40 của Thu Phương. Thu Phương 40.000. 39. Tiện Dung hai đôi 40. Em ơi. Từ từ em xa hai chiếc nè. Tiện Dung một đôi 39 còn nhiều. 39 còn luôn. 40 hộ Tiên Dung nãy mấy màu gì à Lùng? Cà bê sữa. Tèo có 37 nè. 37. Còn mấy đôi à? 40 của Tiên Dung nè. Rồi đủ Tiên Dung 2 đôi. Lấy cho chị Thanh Trần nè. Thanh Trần 1 đôi. Anh Trần một đôi. Anh Trần là hai đôi. Dạ cô bé mộng mơ hai đôi hai màu rồi nè. Tiên Dung là hai đôi. Không có 36. Chị Nga Đông một đôi. Nga Đông một đôi. Có 37 rồi chế ơi. Lấy 37 mang đi chế. 37 có hàng. 36 là không có. 37 là còn luôn. Nga Đông rồi đang kim. 39 còn một nồi. Nghe Đông đang kim. Đang kiếm chị nghe Đông đây 40. Rồi hai chiếc hai bên. Nghe Đông là 80. 80 là Nghe Đông. Thầy chị hai bên. Gì? Thiệt hả? Tụi đây nữa nè Bi ơi. Đây nữa nè Bi. 40 phải không? Đó là ta nói rồi. Còn coi thử dưới phải 40 không Lùng. Kiểm tra lại Nghe Đông còn một đôi 40 nha. Có đôi nào biết mở để đi nắng không? Trời ơi. Tao nói đồ này về đồ nhiều quá trời luôn. Đôi nào đôi biết mở mẹ. Cái dép chụp cho mở mẹ gì hả? Gái lứa nói chuyện mắc mệt. Thì chơi nói chuyện mắc nớt nghe ngửa tao luôn. Cái quỷ thì chuyên gia me những cái hình cái quái tớn. Có 37 là nhỏ nhất nha. Dạ 200. Nè em còn đôi giày nè. Size 38 250. Xeo 150 hốt dùm cuộc đời ơi em. Ủa đôi này có rụng ra ngoài đôi nào không nhỉ? Dạ chín ơi. Ai vậy? Không biết Ngô Thị. Một đôi 39 80. Chốt lẹ đi quý vị ơi. 200 mà chốt còn 80 là biết em lỗ lòi háng luôn rồi đó. Thôi khỏi nói tự hiểu đi.
lỗn nửa tiền luôn á mấy má. Nè con đúng đôi 38 nè, bà nào đúng 38 thì bà đó trúng mánh thôi, vậy thôi nha. Vậy con Nam, con đúng đôi 38, 250 sale cho mấy chị còn 150, 250 sale còn 150. Rồi cho lên kho bao này luôn nha, cho lên kho chừng nào đẹp trời hết tiền lôi xuống bán tiếp, gần có tiền nhà lôi xuống bán tiếp. 38 một nùi, 39 một nùi, 40 là hết chặt. Còn đôi 40 bỏ đi tao cắt đây đi. 40 còn đôi, cho tao cái bì bì bỏ vô đi. Có chị nghe lâm có một đôi. Rồi ở sau lưng đi còn đôi, đưa lên kho luôn đi, đưa lên kho trước cửa phòng luôn đi, cho nó khỏi lẹo tẹo trúng nhà. Rồi giờ xíu gì đây mấy chị, giờ anh Tư anh Phước thôi bỏ qua đây. Rồi chưa về bộ ép ép nâu, rồi lên bộ ép ép nâu cho mấy chị nha. Kho anh Tư kho kho còn đôi kho. Rồi bộ này 250.000 nha, bộ này 250.000, bộ ép ép phun lai dòng. Chế nào chốt ép ép phun lai dòng chốt lên giùm em, ép ép phun lai dòng nha, ép ép phun lai dòng. Rồi chốt ép ép phun lai dòng xong này, xong này chút nữa em xả cho chân váy 60.000, chân váy hoa xích ly dịu dàng qua lá cành lắm. Rồi bộ ép ép này có size từ 60 đến 100 kg, 60 đến 100 kg quần rút dây nha, 60 đến 100 kg quần rút dây và có bo. Rồi chị nào chốt ép ép chốt lên giúp giùm em ép ép này, ép ép 250.000 có sai. Em hỏi bít mỏ để đi nắng thật mà đâu có ghẹo chị đâu, có dép có bít mỏ mà. Mày nhắn tin đi chị gửi hình cho nùi cho mày tự chọn đi Thảo Hiền Trương nha. Mày nhắn tin đi chị gửi cho một nùi cho mày tự chọn. Lấy cái đôi mà tối nay mới lùng đi siêu thị á, cái đôi nó không biết mũi, nó hở mũi chút gì nhưng mà nó cái gì á. Chị Yên có bán đôi bít hết nhưng hở mũi được không mấy cô? Bít hết nhưng hở mũi, hở mỏ nha. Bít hết mà hở mỏ, hở cái mỏ một chút rồi nè. Đó, nó có màu đen với màu caro. Nhắn tin đi gửi hình cho, nhắn tin đi gửi hình cho nha. Ai ai chốt nữa ở đâu đây. Bộ này là bộ ép ép nè mấy chị, bộ ép ép quần có bo kèm với lại áo trắng thun lai dông nha mấy chị nha. Rồi cây còn một bộ nữa nè, rồi bỏ ở bì. Rồi còn một bộ nãy em lên cho mấy chị chưa ta, một bộ chân váy gu rồi xì. Ai nói nghe nè, còn cái áo, còn cái áo ly nè, sao mấy chị không lấy? Còn cái áo lê vít xanh nè, trời má ơi, áo này mà mặc với sọt một phát em nói mấy chị chết nhỏ trên ghe luôn. 60 đến 90 kg, 100.000. Chị nào chốt lê vịt thì chốt giùm em lê vịt nha, lê vịt lê vịt. Giờ lên thì cho mấy chị đây, giờ đồ nhiều quá em không biết lên gì luôn. Rồi áo này tặng nè, có biển đường nhấp kéo nhỏ xíu. Rồi tặng áo này, tặng áo, áo này là 150.000 á nha mấy má, thiệt luôn á. Bị đường nhấp kéo nè, có chút chéo mà hầu như không thấy luôn, hầu như không thấy luôn. Đây, cái này là tôi nói thiệt, tặng cho những chị có chia sẻ livestream cái này là tôi không biết là nguyên nhân từ đâu nè, chứ hàng về là không có bị nha. Tặng cho chị nào có chia sẻ livestream ấy ha, tặng tặng ngồi theo dõi thâm niên là cô bé hay mong mơ. Cái gì vậy Lộc? Tặng cho chị Lê Nguyễn nè, tặng cho người chia sẻ là chị Lê Nguyễn. Rồi lên tiếp nha, lên gì chưa biết lên gì luôn. Có chị nào 100 kg ở đây không? Hôm nay
là một ngày không nắng, không mưa, không sao và không có tiền. Em quyết định sẽ tặng cho mấy chị nhẹ lọc, nhẹ tiếc, nhẹ lọc. Tặng cho mấy chị một cái dây. Một cái dây để trị giá 350.000 nha. Comment nha. 350.000. Và cô bé hay mong mơ. Ghê chưa? Ghê chưa? Một ngày không trăng, không sao, không nắng, không mưa. Và đây là một cái ngày mà đại khái mình cũng đâu có lọc gì đâu, mình nhẹ. Mà đâu có gì đâu mà tàn mặt. Mà đại khái là cái hộp này lớn lắm nha mấy chị ha. Cái hộp này lớn chứ không có nhỏ nha. Cho nên chị nào mà tay lớn, chị nào mà tay lớn đeo cái vòng này, em nói mấy chị nó đẹp lắm luôn á nè. Chị nào tay lớn mà đeo cái vòng chuỗi này nó đẹp lắm luôn. Và một ngày không trắng, không mưa, không sao ha. Một ngày không trắng, không mưa, không sao thì tự nhiên lấy cái con này ra để tặng ha. Rồi, lên con chuột hết đi mấy chị. Lên chuột hết cho em. Lên con chuột hết nha. Rồi lên con chuột hết nha. Rồi chốt mã nè, chuẩn bị em đọc câu gì mấy chị chốt nha. Chị to dùng nè. Chị Tâm hả? Chị Tâm có quà rồi. Khỏi nói, chị Tâm có quà rồi nha. Chị khỏi comment. Rồi, lên. Ủa lên gì? Rồi lên comment giùm cho em câu nha. Chỉ ưu tiên những chị có chia sẻ live stream thôi nha. Lâu lâu thì mình chơi trận gì đó ha. Ưu tiên những chị có chia sẻ live stream. Chị nào mà lỡ được tặng mà em thấy không chia sẻ live stream là chị xả ra nha. Em xả ra ha. Em xả ra liền nha. Tại vì con này 350 lần. Nhưng mà nói cho mấy chị nghe, con này đã trì chú rồi. Cho nên về nếu không đeo thì tháo bỏ chỗ sạch ha. Lưu ý con này nếu không đeo tháo bỏ chỗ sạch nha. Tháo bỏ chỗ sạch sẽ cho em ha. Cái kia là của chị Tâm Trương nè Bi. Chị Tâm Trương một hộp, chị Võ Phúc một hộp là hết luôn rồi, ba hộp là hết rồi đó. Chị Tâm Trương một hộp, chị Võ Phúc mà hay cho từ thiện một hộp. Đó rồi. Rồi đây là dòng này là dòng may mắn nha. Chị nào chốt được thì chốt, chốt theo cái câu của em nha. Mấy chị chuẩn bị câu nha. Là chốt giùm em nè. Dạ chốt giùm em là dòng thỉnh Phật. Dòng đã chia sẻ tặng dòng thỉnh Phật của nhà bảy đẹp trai. Đó, trời bữa nay thương chồng đúng không? Rồi, đã chia sẻ tặng dòng thỉnh Phật của nhà bảy đẹp trai đó nha. Bảy đẹp trai nha mấy chị nha, bảy đẹp trai. Tại chưa giờ chửi nhiều cũng tổn thương á mấy chị, giờ bù đắp nha mấy chị nha. Đừng phải nói vậy là ngon đâu nha, bớt biểu môi đi nha. Mà chị đã chia sẻ tặng dòng thỉnh Phật nhà bảy đẹp trai, tặng Ren Nguyễn, tặng Ren Nguyễn hết dòng này rồi. Tặng chị Lê Nguyễn nè. Chúc mừng. Quá trời đẹp luôn mấy chị. Rồi mà cái dân, cái hộp này không là cũng một nùi tiền rồi. Để em coi thử còn những cái gì mà em ở trên bên nhà thì em còn một nùi lần. Thôi bây giờ em không bán nè, em tặng cho mấy chị năm cái thẻ bài tài lộc. Em sẽ tặng cho mấy chị 5 cái thẻ bài tài lộc của anh Địa với anh Thần Tài nhà em nha. 5 cái thằng bài tài lộc mà con, mà thằng bài này người ta đi bán tụi tụi phong linh, ủa lộn, cái tụi tâm linh á, là không lộn thì lộn. Cái tụi tâm linh á nó bán tới là 400 mấy ngàn, nhưng mà con này cũng trì chú rồi ha. Cho nên là chị nào thích cái này để về làm ăn, mấy chị đừng xin em 5 vòng là đúng 5 vòng thôi. Tại vì cái này á, em cái kiểu em hơi bị quý á. Tại vì làm ăn được cho nên em rất là quý nha. Làm ăn được cho nên em rất là quý. Nó bằng một cái gì mà chém là nó đứt cổ bật bật gì đó. Đó. Cho nên là em, cái này là em tặng ha. Yên ơi cho em hỏi gì mạnh dạn hỏi đi. Hỏi tối Yên có đứng đường không hả? Không. Dạo này tối ế ẩm lắm. Hỏi gì hỏi lẹ đi. Cái này là về bỏ trong bóp nè. Cái này là về bỏ trong bóp nè nha mấy chị nha. Ha, sau điện thoại cũng được, trong bóp cũng được. Và em thấy cái tụi dông linh đó đó, cái tụi dông linh đó là đã bán cái này là tới 400 mấy ngàn. Thẻ bài tài lộc của thần tài dông địa, để em đọc tiếng tàu cho mấy chị biết cho. Tặng nó được rồi.
Hôm nay em biết đọc nha. Nào biết đọc nói này giờ ở trong không có phải ở trong phạm trù của em nha mấy chị nha. Mày hỏi gì tặng cái gì mà cái gì có áo vú quần lót chưa vậy, chắc là ngày mai hoặc ngày mốt quá chế. Chế lo nha ha. Cha em hỏi đụng má trời, nó hỏi xong rụng vú luôn á. Mặc dây chuyền Phật hôm bữa em thỉnh của em bị bể thì làm sao? Không được dùng nữa, hết thôi. Bị bể đó là Thảo Hiền Trương biết không? Nếu cái người nào mà người ta tâm linh đó, thì khi mà đeo cái dòng chuỗi á, ủa, đâu có đeo dòng chuỗi đâu, thì khi mà đeo dòng chuỗi nó bị đứt ra á, thì mình nên bỏ luôn. Mình nên bỏ luôn. Mặc Phật mà bể thì cũng nên bỏ luôn. Nói chung là nên bỏ, bể không nên dùng lại. Tại sao? Gánh cho mình đó mấy chị, gánh cái xui rủi cho mình á, cho nên mấy chị bỏ luôn. Rồi tặng nha. Như Quỳnh không có chia sẻ nè, tặng. Rồi tặng nha. Bỏ bịch đi, có bịch không? Có bịch bóng không? Có bịch bóng không? Rồi tặng thể thao Thanh Y một con nè. Rồi tặng thẻ bài tài lộc nha. Tặng thể thao Thanh Y nè. Chế nào thích, chế nào trân quý thì lấy ha. Còn bịch lên nhỏ không anh? Rồi đây. Cả đống đợi bác Tư lấy. Mày cứ nói mà không bao giờ mày nghe vậy đó. Bỏ cái đó vô đi. Bỏ trước đây đó, mày thấy không? Rồi tặng cho Yến Phi nè. Yến Phi nè. Yến Phi một thẻ, Nhi Quỳnh một thẻ, Song Anh một thẻ. Yến Phi một thẻ, Nhi Quỳnh một thẻ, Song Anh một thẻ. Yến Phi một thẻ. Yến Phi ai ghi? Rồi còn một Nhi Quỳnh nữa, rồi còn một cái cuối cùng. Còn một cái cuối cùng. Bỏ ở đâu à? Thế giờ cái này hỏi tao. Thì bây giờ bỏ thì mình bỏ thôi. Thì mình dái ở trong miệng mình gì đó, mình bỏ thì mình bỏ thôi. Chứ chưa bị bể cho nên chưa biết ha. Rồi còn một cái nè. Tặng cho Tài Lê ha. Còn một cái tặng cho Tài Lê. Rồi xong anh có rồi phải không? Xong anh có rồi. Nguyễn Phi không có giống. Bỏ sau ốp điện thoại nha. Bỏ trong ví nha. Không bỏ chỗ bày bè lót điếc ngồi nha. Nha mấy chị nha. Cái này em dặn là mấy chị nhớ giùm em cái. Còn tối nay làm biến bán á, ngồi kiếm gì chơi chơi á. Cái gì? Nghe nó xin tết nghĩa để dành túi kéo xì dách. Thấy là Thu cũng rụng vú à. Tao thiệt, trước không Thu cũng rụng vú à. Họ nói thiệt á, mấy đứa mà xin cờ bạc là nó dĩ á. Thiệt mà chị. Thời hồi xưa còn tới đời con khát nước đồ cho đầu trang mặn đồ con khát nước. Giờ trẻ liền trong vòng tích tắc vài tháng năm. Rồi giờ mình bán gì nữa? Giờ mình tặng xong rồi, giờ mình nghỉ đi, chứ anh bán gì nữa. Rồi bây giờ là xuống đi lấy cái bao áo khoác lên giật lên đây. Nghỉ làm sao quá. Ê, có nghi nghỉ là nó sáng trưng. Có nghi nghỉ là nó sáng như chưa từng được sáng gì đó. Rồi bán cho anh con chân váy nè, 60.000. 60.000 chân váy này nha. Nè mấy chị coi phơm nè, hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Rồi chân váy này dưới 72, 7. Nói chung là chân váy này dưới 75kg nè. Bán cái chân váy không sỏ cho mấy chị 60.000. 60.000 chân váy không sỏ. Vậy chị có cái nào để em thỉnh lại? Nhà em bị ám hồi. Nhà em bị gì? Nói hay nhắn tin cho chị đi. Inbox đi Thảo Hiền Trương. Inbox đi chị qua sư phụ chị thỉnh cái đó về cho em đốt em xong nhà. Em bị gì? Em bị gì em báo chị đi. Chị qua chị thỉnh cái tẩy xong uế nhà cho em yên ơi. Hỏi cái quần xanh chắc phải giống màu sáng không, mua sáng thì đi cho hỏi cái quần xanh chắc phải. Rồi ba cái nó một chất đó chị. Ba cái nó một chất nha. Nói nghe nè, em nhắn tin cho chị Yên Facebook cá nhân chị đi hỏi nhà đang bị gì. Tào tao rồi. Chị cho chị qua chị thỉnh cho sư phụ cái thuốc cúng đó. Nhưng mà thuốc cúng đó chị không biết là giá nhiêu nha. Tại vì sư phụ là chuyên gia chôn cất không đồng mà làm từ thiện lớn lắm. Thì chị nhờ chị thỉnh cái đó cho em. Chị nói em nghe thỉnh đi. Còn nếu mà ok không cúng được thì lấy cái gói bột xong 160 của sư phụ đó xong. Giống như mấy bữa mà chị bán mà chị bị này kia chị hay xong á. Mà mấy cái đó mà trong nhà mà có gì là sẽ đi luôn nha Thảo Hiền Trương. Còn em muốn tống hết để mà đi, để mà suôn sẻ hết á. Nói chung là chị không có bán, nhưng mà sư phụ cao đạo thì phải giới thiệu. Đó thì ấy cái muốn mà giống như nhà hồi bữa nhà của bạn bị yếm á. Ừ, là sư phụ sẽ cho bài cúng luôn. Đáng lẽ mấy cái đó là sư phụ để đi, nhưng mà bây giờ ở quê xa quá mà nó không đủ.
tiền để trả sư phụ. À, sư phụ phải lấy cái tiền đó để làm từ thiện, để chữa mấy người ung thư á mấy chị, chữa miễn phí á. Đó, em gieo duyên nha mấy chị mà lỡ bệnh âm bệnh dương, bệnh dương rồi người móc theo hoặc là quỷ ma rồi theo phá đó mấy chị cứ lên em dắt qua sư phụ chữa miễn phí luôn nha. Tại cái gì thì tùy mấy chị hoàn cảnh mấy chị có mấy chị tà thôi. Còn cái đây là không có ước tài, nhưng mà sư phụ em chữa miễn phí, mà kể cả những người bị khổ, bị ung thư không có tiền chữa lên đây, sư phụ em chữa miễn phí nha. Trời ơi, nói nghe nè, có người chữa sống tiếp mười mấy năm rồi đó, nha mấy chị nha. May thầy phước chủ đi, phước nhà mình có thì mình hưởng, phước không có thì coi như đó không phải là phước của mình. Nhưng mà gặp sư phụ cũng là phước rồi mấy chị. Ha. Đó. Ủa sao cái áo này đứa nào đem của tao qua vậy? Bỏ anh kia đi. Đem giấu rồi cũng sách lên nữa. Cái áo này nãy có bộ này bị bỏ bịch đi. Rồi chân váy quần này là 160 nè. Chân váy quần này 160 nha. Nha. Chân váy quần này 160 phải co giãn. Chị Ren lấy thêm cái con quần nó đi. Cái quần nó màu nào cũng đẹp, phải nào cũng dễ thương mà form đẹp lắm chị Ren. Mà chị Ren nùn nùn nữa là coi như mặc lên y xì á. Vậy chị có cái nào để em thỉnh lại không bị ám, bị em bị ám hoài. Thậm chí sư phụ em chị lo chuyện chồng em được luôn á. Chị nói thiệt, không tin khi nào lên Sài Gòn đi. Chị hẹn cho cái lên Sài Gòn gặp đi. Rồi biết, rồi biết cái cảnh người ta siêu như thế nào. À, chân váy quần caro 160 nha, size 60 đến 100 tí. Chị nào chưa chốt chân váy quần này thì chốt giúp cho em 160.000 chân váy quần. Ha, chân váy quần 160.000. Ai chốt thì chốt, còn không chốt thì chốt ha. Rồi lên lên dệt nha. Lên bao lên dệt nè. Đây đi nào, Rin đem cái gì giữ, chút đem gì giữ luôn. Bây giờ nhà dưới có một cái bao áo gấu còn được mấy cái. Chân váy. Cái gì vậy? Có chân váy 100 kg. Lấy thêm, Bi lên lầu lấy một cái quần tay size L màu xanh. Của chị Ren Nguyễn hình như hết L màu xanh rồi, nhưng mà nó vẫn chạy lên kiếm nha. Rồi. Ủa sao chị không lấy cái màu đen? Một cái xanh đen size L. Một cái chân váy quần, đưa cái chân váy quần nó sai chị Song Anh nè. Nè, 160 của chị Song Anh nè, có chân váy quần 100 kg. Đúng rồi. Còn bé Lùn đi xuống nhà dưới lấy cái bao chân váy đó, lấy sai tay cho cô Tâm Trương đi. Ha, cho cô Tâm Trương. Ngày mùa vui phơi phơi, má em nè, bán cho. Bán cho mấy chị một cái con zoom suit nè. Nè mấy chị coi zoom suit nè ha, con này mà mặc rin mà bỏ áo trong quần là hơi bị đã nha. Size 60 đến 70 kg, bán tặng cũng được nhưng mà bán 20.000 để vô phụ cái tiền ship em nha. Tặng cũng được, đáng lẽ em tặng nhưng mà thôi bán nha mấy chị nha. Không em gieo duyên thiệt đó mấy chị. 100 kg của chị Tâm Thương gieo duyên thiệt nha. Nào nói thiệt là thiệt á. Đồ cọp con em mang đẹp. Giờ em còn mấy cái nè. Cục trước anh. Nè chốt hả chị. Ủa hồi bữa chị Củ Dương em có để cái rồi nha. Chị Củ Dương đừng chốt nữa nha. Bữa chị Củ Dương em để chị cái rồi. Để con này cho chị Phương Thảo tỉnh đi. Xong xong anh sai lờ không? Cái lộn của cái đó phải xong anh của chị Ren Nguyễn á. Ren Nguyễn 250 quần tay. Rồi con cái con dâm suốt cái này của Phương Thảo tỉnh 20.000. Hết dâm suốt rồi. Hết dâm suốt cho chị Giang rồi. Bữa nay bà Giang bà sexy lắm. Bớt suốt với bả lại đi. 20 nha. Hết rồi. Mỗi lần nữa nó quýnh là đừng nói sao xui nha. Rồi bê bê bê. Ở nhà dưới còn cái bao áo gấu rồi. Bữa bán 100.000 cái. Nó còn được 4-5 cái, lấy lên đây sale cho hết luôn đi. Tại vì ngày mốt tới 6-7 bao tải hàng áo về luôn. Không nhớ. Nhà dưới đó tập đi. Tập nhớ tập tiếp tập luôn ấy. Rồi sao nó nóng dữ vậy mấy chị? Mấy chị có nóng không? Thiệt chưa đóng tiền điện, cắt máy lạnh, cắt đồ hết trơn. Không biết tối mới ngủ sao nữa. Chết thì khổ tới nơi à. Giờ còn ai gội đầu không chị? Mấy giờ? 10 giờ. Đợi em đem mấy cái hàng sale lẻ tẻ linh tinh lên sale hết cho mấy chị nha. À, ở đây có mấy chị chờ em chút, mà còn bao nhiêu chị ạ? 69 chị. Ừ, cho được nha. Cho được. Gì vậy? Mà nó rồi. Ừ, nó đó đi. Nè, trăm ngàn áo đúng không? Còn đúng mấy áo hay sale cho mấy chị nè. Chút rồi.
phụ nè, mình mang xuất khẩu lên chơi nè. Nắng má em hướng đông đi cày bừa, tía em là một người nông dân. Anh Tư lại chỗ kia kiếm giùm em cái này nè, ghi cho heo hương qua đèo cho ổng ơi. Lấy cái bao ghi hương qua đèo nữa cho ổng lọc lại sự tích đi. Nói như thiệt cắt điện mà like được. À, mắt da mặt mặt gì mà khoe vú là ok. Dạo này bả sexy lắm. Đúng rồi, màu đó đó. Giờ lấy hết ra để cho ông Tư, ông Phước, ông Huy là hương qua đèo ơi. Dạ, cắt cái điện nhà bên kia. Thế rồi ba đem qua để xí, mày thấy bữa tao hủy mua ổng đưa áo, tao hủy mua tao hủy cái ông chạy không? Cái đó lấy lại anh Tư. Nè em có con dâm nè. Rồi xeo áo nha. Xeo áo. Nào không xeo, xeo, còn nào xeo xeo nha. Coi như mấy chị hôm nay đưa con đầm này nè. Bán cho mấy chị xeo con đầm nè. Xeo cho mấy chị con đầm 60-72kg nè. Xeo cho con đầm 150.000. Chốt giùm em đồng phơm xuông. Rồi xeo áo nha. Nói chung là bao này là 200 cái, hiện bây giờ còn đây khoảng cỡ 13-14 cái ha. Cho nên là sẽ sale nha. Sẽ sale sao? 100.000 một con. Sale một phát một cho mấy chị với giá 60.000. Nhưng mà nhanh tay thì còn chậm tay đi Sài Gòn chợ Kim Biên mua nha. 60-85kg chốt giùm em áo trắng đá. Áo trắng đá 60.000 chốt lẹ đây nè ha. Áo trắng ngày thứ hai về tới 6-7 bao tải áo thun lượng. 60-88kg chốt giùm em áo trắng đá, có hai con trắng đá này, hai con trắng đá mấy chị ha, hai con trắng đá 60.000 một con. Mấy con này mặc trinh đã đó, ai chốt lẹ đi mấy chị ơi, không chốt thì bỏ kho đó, nói thiệt mà. Rồi chốt giùm em trắng chó chảnh nè, trắng chó chảnh 60-100kg rồi 60.000, trắng chó chảnh, trắng đá. Má ơi xeo mà không ai nói chuyện tôi luôn chờ. Alo. Áo trắng đá của chế Tiên Dung một cái nè. Của Tiên Dung một cái nè. Của bé Thúy Nguyễn một cái nè. Tiên Dung một cái, Thúy Nguyễn một cái. Áo trắng đá, còn trắng đá không? Thúy Phan. Thúy Phan. Áo trắng đá của Hoa Hồng Trắng nè. Ghi giờ mấy anh. Hoa Hồng Trắng nè, 60.000 của Hoa Hồng Trắng nè. 60 nè. Hoa Hồng Trắng 60.000 nè. 60.000 của Hoa Hồng Trắng nè. Rồi ai nữa, em có hai con xám nè, ai chốt một cặp đi. Em có hai con xám Adidas nè, Adidas đá nè. Hai con xám Adidas đá. Chó chảnh 60.000 nè, của Vân Lê nè. Vân Lê, chó chảnh. Vân Lê, chó chảnh nè. Rồi chốt giùm em kem chó chảnh 60-100kg kem chó chảnh. Kem chó chảnh 60.000. Kem chó chảnh 60.000. Chốt giùm em kem chó chảnh 60.000. 8 là của Thúy Phan là một cái 60.000, Lê Quỳnh một cái nè. Lê Quỳnh một cái 60.000. Chị Heo Ủng Mỉm chụp cái đầm qua đi nha, để em biết em giải quyết nha. Kem chó chảnh của Heo Ủng Mỉm là 60.000. Ai chốt mẹ hết bao đồ chốt rồi cho khỏi mất công like rồi. Rồi like chốt giùm em là màu hồng chữ dưới 80kg. Hồng chữ dưới 80kg, hồng thỏ dưới 80kg có 1 cặp nè. Hồng thỏ này chị Võ Phúc chốt được nè. Hồng thỏ 1 cặp này, ủa phải. Dạ hồng chữ xanh nha. Hồng chữ xanh, hồng nhạt chữ xanh, hồng đậm chữ xanh. Ừ, con chốt được. Và cái này là hồng con thỏ, ba cái mẫu này dưới 80kg nha. Ba cái mẫu này dưới 80-82kg. Hồng cặp. Hồng chữ. Hồng cặp giờ hồng cặp chỉ có 1 cặp này nhưng mà khác hình được không chị Võ Phúc? Võ Phúc lấy hai con này đi 120. Hồng chữ của chị Cửu Dương nè. Hồng chữ của chị Cửu Dương nè. À xả cho hết á. Rồi chốt giùm em áo đen đá, đen đá 60-82kg chốt giùm em đen đá. 60.000 đen đá. Còn nhiêu cái ai lấy hết miệng cho rồi. Đó. Rồi đây nè. Xanh đen chó chảnh. Coi thử bao nhiêu con xanh đen nha em chốt lại cặp cho mấy chị thử được không nha, cho hai vợ chồng mấy chị mặc. Xanh đen chó chảnh. Xanh đen chó chảnh. Đen đá của chị. Đen đá của chị Võ Phúc nè. Rồi lên nè. 60-100kg chốt giùm em là xanh đen đô la.
xanh đen chó chảnh, xanh đen đô la, xanh đen chó chảnh, xanh đen chảnh chó, xanh đen chảnh chó, xanh đen chó chảnh ba con nè. Chị bỏ phút có chốt và chốt nha. Xanh đen chó chảnh ba con, đen đá khách lấy rồi. Xanh đen chó chảnh ba con nha. Xanh đen chó chảnh ba con, xanh đen chó hồng một con, xanh đen chó hồng hai con, xanh đen chó hồng hai con ha. Xanh đô la, từ từ nha. Xanh đen của chị Ren Nguyễn nè, Ren Nguyễn một con 60.000. Ren Nguyễn. Xanh đen của chị Hương Lam nè, Hương Lam 60.000. Xanh đô la của chị Võ Phúc nè, xanh đô la 60.000 của chế Võ Phúc nè, bán cho hết bao á. Xanh đô la 60.000 của Võ Phúc nè. Rồi chị Vân Lê nè, xanh đen chó chảnh của Vân Lê 60.000 nè. Chó hồng, chó hồng, chó hồng hai cái nè. Chó chảnh hết rồi, chó hồng hai cái của Võ Phúc 120 nè. Võ Phúc 120 hai con nè. Ủa bán hàng sale đảo quá, đắt cái mẹ luôn. Ai ai chốt chó hồng? Dạ hết rồi, heo hũng mịn. Chó chảnh hết rồi chị Diễm ơi. Ai chốt giúp giùm em là chó hồng nha. Chốt giúp giùm em là chốt giúp giùm em là màu này nó kêu xám đậm á, mấy chị xanh đen xanh đậm á. Kêu là xanh đậm, xanh đậm chó hồng nha. Xanh đậm chó hồng. Đen xanh. Cái này nha chị Tài Lê. Tài Lê một nè, chị Tài Lê em chốt với chị Tài Lê hai con nè. Một con xanh ngọc chó chảnh với con chó hồng nè Tài Lê, cho hết áo rồi nha. Xanh đen hồng của chị Diễm xưa. Chị Diễm xưa giờ chốt con này đi. Chị Diễm xưa chốt con này nha. Chị Diễm xưa chốt, Diễm xưa còn bi không vậy? Chị Diễm xưa cô chốt giùm em con xanh ngọc chó hồng nha. Diễm xưa không có dấu. Rồi còn con cuối cùng. Còn một con cuối cùng trong cuộc đời được cái yên bán hàng sale mau gớm. Chưa, cái gì bên đây ở đây? Chưa, tiệt là chưa. Chốt giùm em con sám đá. Con sám đá, chị đang lê, cháu chị đang lê mấy ký rồi? Mấy tháng rồi? Nè còn con sám đá nè, ai chốt sám đá, chốt giùm em sám đá. Sám đá dưới 85 kg. Sám đá một con cuối cùng. Một con cuối cùng mau mau lẹ lẹ sám đá của chị Võ Phúc luôn nè. Mau mau lẹ lẹ để em lên hàng sale nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Còn con cuối cùng sám đá. Hôm qua là chị nào mà chưa chốt lên giờ thì hôm nay chốt ha. Đây chị Võ Phúc. Coi con áo 60-75 kg mà đẹp không? 160 nè chị Võ Phúc, xinh không? Trời ơi con này mà lên giọt này mà mặc đã lắm mấy chị. Mặc sướng lắm, không có nóng nha. Cái len này mà mấy chị mặc đi em nói thật sự luôn, cái len này mà mấy chị mặc đi làm công sở một phát chích ngắt luôn. Áo đen 160, hôm qua em về nguyên một lô len giọt em đều ưng ý. Em đặt nó thêm vài trăm để em để dành mùa mát mát em bán mà nó không còn. Nó không còn nha mấy chị nha. Ha. Rồi chị nào chốt con áo đen này cho em, chốt giùm cho em 160. Ngày hôm nay áo về đẹp lắm mấy chị đây nè. Áo cà phê sữa nè, 60-95 kg đã không mấy chị, chốt giùm em cà phê sữa nè. Con này mà chị nào chưa chốt với nha thì chốt đi, con này được mấy con nè. Nè, con này được mấy cái á. Ủa đô la đâu rồi? Đen. Áo đen này chị Tú Lơ Tú Linh không vừa, con này của chị Thanh Trần 160 nè. Mấy chị làm ơn chốt với con cà phê sữa này giùm em nè. Chốt giùm em cái con cà phê sữa với mấy chị năn nỉ luôn á. Nè. Nè số 8. Quay áo chữ ly còn mấy cái nè. Nè chị xong ai chị gì quên rồi. Gì quên rồi. À chị Võ Phúc chốt hai con này cho hai vợ chồng chị nè. Áo ly nè. Chữ ly đẹp không? Ôi con này mặc sọt đẹp lắm nè. Còn hai con giữ ly nè, 100.000 con. Ai chốt một cặp vợ chồng thì chốt đi ai, chứ còn hai con đó thôi. Áo của chị Yên gửi chưa? Áo của em chị Yên gửi chưa? Coi thử Mido dặn áo gì. Cái đầm màu xanh ở sâu gần 60 kg vừa không? Nó phải từ 60 kg trở lên chị, gần cũng không có được. Cà phê sữa của chị Lê Huỳnh nè. Lê Huỳnh cà phê sữa nè. Coi thử cà phê sữa còn không? Chốt cho cô Hương Lan 100.000. Ủa trưa nay mấy cục áo hết trơn luôn hả Bi? Có hôm qua mấy cục áo thun hết trơn luôn hả? Hay là đi chắc không hay Bi? Chỉ có gì hiểu thôi. Bé lùng lại lấy đây. Bé lùng lại lấy.
lấy mấy cái bộ tối hôm qua vô đây à? Là sao lấy cái áo rồi để mà kiếm áo để mua rồi. À, áo áo đây là cái bộ 160 áo áo đá nào, bù áo nào My ơi, My thích chị bù áo nào My báo nha. Đâu cái đó đưa hết lên trên đây. Đúng rồi, đưa mấy cái bộ này nè, mấy cái bộ 130 này nè. Ủa hết áo rồi hả? Áo hết sạch sẽ, áo cà phê sữa còn không con? Em muốn lên tôi chạy không kịp luôn á, em muốn ra tối luôn á. Không, nằm trên vào dưới đây nè. Trời, đồ tôi giấu ông lôi ra ông bán luôn. Dạ hết cà phê sữa. Ai chốt cái cặp ly này chốt nha. Em có con áo khác. Rồi lên tiếp cho mấy chị ha. Rồi bộ này còn được mấy bộ vậy? Rớt cái áo anh Tân, áo đâu rồi? Đây 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 hả? Đừng nói nó bỏ cái áo thì cái quần nó không bỏ vô nha. Ai cho nó nha. Cái bộ này là size từ 65kg đến 90kg nè. Chế nào ngày hôm qua chưa chốt kịp thì hôm nay phải chốt nha. Em nói thiệt lòng luôn á. Cái bộ 130 mà cái vải em ưng ý quá trời luôn ha. Chốt giùm em bộ tím chữ nha. 65kg đến 90kg tím chữ. Chị nào chốt tím chữ 130 chốt giùm em. Trời ơi, vải áo cũng đẹp, vải quần cũng đẹp chị. Cái bộ này là em đang đặt kho thêm nè. Thông báo chốt giùm em bộ tím chữ nha. Bộ tím chữ 130. Yên nói kiếm cái áo đá bù giờ. Không có áo đá bù thì em áo nào cũng được. Bộ áo nào cũng được nè. Hỏi cho em có áo này chưa? Nè, thôi bù cho em nè. Bù cho em cái áo cờ anh nè. Áo này mặc với sọt đẹp lắm. Nè, bù em cái áo cờ anh này dễ thương lắm. Mà Mido nè. Để view Mido đi. Chừng nào Mido lấy cái gì thì lấy nè. Đổi. Rồi tím chữ nè. Tím rồi nè, em có hai bộ. Em còn đúng một bộ nè. Mido nè, đúng một khác luôn. Đây. Bill bộ á, có bộ cái áo trong này rồi nè. Trời ơi, Bill ổng để đúng một tháng luôn nè My. Bù áo trong này cho Mido rồi nha. Ủa đâu rồi? Tao có 120 với 80 rồi. Bỏ cái áo trắng nó vô bù cho Mido đây rồi. Thôi thứ hai đi Bill Mido đi. Dạ còn bộ xanh nè chị. Còn bộ xanh duy nhất nè chị. Xanh chữ đen nè. Chốt có chị Hương Lan cho cháu 85kg luôn đi chứ không có hàng đâu. Rồi tím chữ. Có một bộ xanh đó chị. Có một bộ xanh xanh nhớt á. Xanh nhớt chữ giống như vậy nè. Rồi còn hai bộ. Quý vị nào chốt mẫu này thì chốt giúp em chỉ có 130.000 thôi nha. Thông báo nha, hai bộ của chị Hương Lam 130.000. Bộ này hồi bữa qua nó gửi cho em hết hồn luôn. Bộ qua lấy cái bao bỏ ở đâu Bi ơi? Qua cái bao 130 đây nè, Bi bỏ cái bao ở đâu vậy? Từ từ định hình đi Bi. Bao 130 coi thử còn cái mẫu quần váy nữa. Có mẫu nha, cái phòng máy mẫu lâu không có bỏ đâu. Rồi, có mấy bộ à? Hai bộ. À, một áo L, một áo ly là cái gì? Một áo chữ ly. À một áo chữ ly á hả chị? Chữ ly là áo áo này nè chị. Áo chữ ly là áo trắng này đúng không chị? Đây một áo chữ ly 100.000 nè. Nè em có con lơ vịt nè chị. Nè con này con cờ anh nè nha. Con này mấy chị mặc với sọt là em nói mấy chị đỉnh luôn. Đỉnh của đỉnh và chóp của chóp luôn đây. Chị à, cô bé mộng mơ lấy áo chữ lê vịt đây còn có con là hết rồi đó. Nói chung là hàng cung hôm nay em khui cái cục hàng là sạch sẽ. Giờ chỉ còn ít lên giờ thôi nha. Gì vậy? Nhung hình bộ 130. Nhung hình bộ 130, bộ này đẹp lắm chị Nhung ơi. Em nói thiệt, mấy chị về cầm bộ 130 này lên xây sẩm luôn á. Xây sẩm Bồ Tát luôn nha mấy chị. Bộ 130 còn đúng một bộ nè. Hết. Rồi bộ này nha. Lên bộ này cho mấy chị. Bộ này thì giá ghê lắm, 120. Giá này mắc dữ dội lắm. Nè mấy chị, 60 đến 85, 87kg ha. Dòng vú 120 là bình thường. Bộ Dior nè. Bộ này là chị Hương Lam là nên lấy mấy bộ cho cháu chị nè. Em nói thiệt là nên lấy mấy bộ đó là chân váy quần nè. Đã không mấy chị? Nó là chân váy quần nha. Chị nào chốt chân váy quần thì chốt lên nhất giùm em bộ 120. Bộ 120 60 đến 85, 87kg ha. Chị nào chốt bộ 120 chốt giùm em 120. 120 Dior đó có nhiều hình lắm. 120 vừa phát nè. 120 con chó vàng nè. 120 chó vàng nằm ngủ nè. 120 nha mấy chị nha. Chị nào chốt 120 chốt lên giúp giùm em nha mấy chị yêu ơi. Và sáp nè. À,
bộ đi 120 nè. Chị Trinh lấy thêm bộ này nè để em mở ra bộ vờ sát. Bộ đó 120 thôi. 130 bộ chữ nè. Có bộ vờ sát là chị Trinh lấy thêm đi, vải đẹp lắm. Nè, có bộ vờ sát nè chị. Bộ này cái logo này chị cũng dễ mặc hơn ha chị Trinh. Đó chị mới vô cho tím chữ còn không em? Tím chữ là chị có một bộ với chị đúng một bộ tím lam, một bộ chữ xanh nữa em để cho chị luôn rồi chị Hương Lam. Rồi bộ này là bộ chốt dùm bộ vờ sát nè ha. Trời ơi em nói bộ này nó đã lắm chị Văn, thì xin bộ này hôm qua chị có thấy rồi nè. Bộ này 120 nè ha. Nói chung là nó là sao ta, nó có kiểu như 120-65 nè. Bộ này của chị Tô Tiền, lấy Tô Tiền bộ này đi. Tô Tiền bộ chữ nè. Tô Tiền bộ chữ nè. Bộ chữ của Tô Tiền 120 cháu hủ của Phạm Hoa. Phạm Hoa là con cô Phạm Hoa, 120 cháu hủ nè. Mấy bộ này ít lắm mấy chị, em không biết dưới kho còn không nữa. À, cho nên là số lượng ở đây còn ở mấy bộ, ai chốt thì chốt nha. Đi O em vẫn còn nha. Đi O vẫn còn một bộ nha. À em có bộ Louis Vuitton. Louis de Vuitton xe. Có bộ nè, Louis de Vuitton luôn. Đây nè quý vị. Louis de Vuitton nha, chỉ có 120 thôi. Cho nên chế nào chốt thì chốt nhanh chốt gọn giúp em ha đây. Bộ này dễ thương nè, Louis Vuitton. Đó, tới giờ nó nằm á. Cái dãy đình đạch rồi nó nằm á. Ai chốt thì chốt nha, bill ngày mai vẫn like nha, thứ hai mới đi hàng. Chốt cái bộ vờ tông đi đi mấy chị. Louis vờ tông, LV à, chốt giùm em bộ LV. À, chốt bộ này đi mấy chị ơi, thật sự luôn á, chốt bộ này đi. Bộ này vải đẹp lắm nha. Hả? À. Rồi đưa hàng cho Bi ơi, mày đâu có hồi mày dễ nữa Bi. Mày dễ hồi cũng ra tao à. Chú biết thay vậy? Lẹ đi chứ lùng nó buồn ngủ rồi kìa. Em bị giống y chang chịu này, chơi cái mỏ đi chơi luôn. Không quấn mặt lại cho cái mỏ này, với lại cuốn ra cục đá. Này cuốn ra cục đá. À, bây giờ, bộ 120 của tôi liễu lên tỷ. Ở đây. Chưa gì hết, tắt đi rồi. Rồi lấy đá đây. Nè, tôi liễu lên tỷ rồi, tới giờ là mình nó buồn ngáp rồi đó. À, là... Ê, để em kiếm. Bé lùng lấy bộ đá cho cô Yên Phi đi. Chị lấy cái bộ chữ khác cho cô. Lấy cái bộ đây cho chị Thu Liễu Lê Thị nè. Anh ơi gửi giùm em Thu Liễu Lê Thị 120 nè anh. Dạ. Mấy bộ đây mà mấy chị không chốt là mai mốt mấy chị hấu hận lắm luôn á. Em nói thiệt, hấu hận thiệt chứ không phải hấu hận giỡn đâu. Cảm ơn Nguyễn Mỹ Lệ Bằng. Rồi chị Yên Phi qua lấy bộ tím chữ cho chị Yên Phi. Tại vì nó lâu lâu nó mới hiếm, nó có mấy cái bộ này á. Cho nên là mấy chị ưng là phải chốt liền ha. Đưa con dâm người còn, con dâm đưa bán luôn. Rồi con dâm 250 ngàn. Ai chưa chốt thì tranh thủ chốt dâm yếm ha. Đây, dâm yếm 250 ngàn nha mấy chị. Dâm yếm la dòng ha. Size 70-82kg. Ai chưa chốt thì chốt dùm em nha. Tôi la vô đây con. Dâm yếm 250 ngàn. Chị nào chốt dâm yếm chốt lên giúp dùm em dâm yếm ha. Hello chị Đào Châu. Lên gì nha mấy chị, con đầm này size 16 nè, 75-85kg. Mấy chị coi phơm đầm nó giống như áo dài nè. Ha? Phơm đầm y chang áo dài, ở đây nó ngóng con kia kìa. Nè, đi con kia sổ kìa. Bởi vậy, đây. Đây. Nói nghe nè, giờ bán cái bộ này 85-95kg, bán 60 nhục, dễ sợ ha. Bộ này 260 bán 60. Cái này dưới đây là chân váy nè. Dưới đây là chân váy nè ha. Rồi, đây là cái áo nè. Cô La ơi. Đô la, vô biểu nè, vô mẹ biểu. Đây nè mấy chị, bộ cà phê sữa 85-95kg. Nói chung là 80-90-92kg thôi, đừng nói 95 rồi mất công nữa. Bộ này là áo hơi ngắn, xả 60 này để khỏi lạng táo lạng lui nha. Xả 60 khỏi lạng táo lạng lui rồi lạng xuôi lạng ngược nha mấy chị nha. Khỏi lạng táo, đây là cái đầm que ai hỏi nè. Cái đầm cô Long Dương quá nè. Size này là size 70-85kg nè. Dạ. Nếu chị nào mà mặc con đầm này mà đi tiệc mà không sang kiếm ý yên, còn kiếm em làm gì thì em không có biết nha. Kiếm giùm gấp ý yên cái nha mấy chị nha. Rồi chị nào chốt giúp giùm em đầm tím kèm số ký. Đầm tím kèm số ký. Bộ 60.000 của chị Tú Linh. Cái hàng này là hàng sale nha chứ nha. 60.000 của chị Tú Linh nè. Rồi đầm tím size 70-85kg. 70-85kg đầm đá cô Long Dương Quá nha. Đầm đá cô Long Dương Quá
Vậy nào chốt đầm đá của Long Dương quá, chốt thì mẹ em ơi mới có 10 giờ mà Bi. Mới lại có 1 tiếng rưỡi à. Trời ơi, hèn chi bán không được. Em có 1 con áo khoác nè. Em có 1 con áo khoác 60 đến 80 kg rồi, cho nó uống thuốc trợ lực đi anh ơi. 60 đến 80 kg còn con áo khoác lon nè. 60 đến 78 kg thôi nha, rồi bán cho mấy chị với giá nhiêu. Ừ, bán mẹ 90 ngàn đi. We were áo khoác. Cho lên chiêu 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 90 ngàn. Rồi lên áo lên giật cho mấy chị nha. Lên áo lên giật cho mấy chị. Rồi hôm nay chuẩn bị xả nè. Chuẩn bị hôm nay xả đồ nha. Cho nên tranh thủ nhanh tay lẹ mắt nha. Nha. Nhanh tay lẹ mắt nha. Kiếm ý yên mua cái đầm khác mặc chứ. Bao nhiêu tiền thôi? Thì sao nhớ được. À, 90 ngàn của Thúy Phan, Diễm Phan. Coi thử con, thử áo nó khoác cái lon xanh không anh Tư. Chốt cho chị Trang Lầy nha. 90 ngàn của Trang Lầy. Coi còn lon xanh không, hay lon hồng. Rồi em ngồi đây mấy quẹt chỉa sau lưng mà coi mồ hôi. Còn lon hồng được không bé? Bé ơi, còn lon hồng được không bé Trang? Trang Nguyễn nè. Trang Nguyễn. Rồi còn con lon xanh đi, con này cho Trang Nguyễn nè. Còn 2 con lon hồng, hết lon xanh rồi. Hết lon xanh nha. Trang Nguyễn hết lon xanh rồi, bỏ xuống dưới này. Không ai chút. Trang Lầy, Trang Nguyên. À, đợt này em xin từ thiện được hết ra 1 triệu. 1 triệu 2. Mất có 1 triệu rưỡi. Rồi em bù lòi le luôn. Em bù chắc phải 10 mấy 20 triệu. Hồng của chị Trang Nguyên nè. Xong mà để anh Tư ảnh qua anh lấy nha. Rồi xả nha, nói xả là xả. 100 mấy quên rồi. Giờ xả cho mấy chị 80 ngàn. Mà xin lỗi với mấy chị là áo đây mặc hơi bị đỉnh nha. Xin lỗi một câu là áo đây mặc hơi bị đỉnh, 60 đến 90 kg là đỉnh luôn. Rồi chốt cho em áo hồng ruốc xả 80. Đúng rồi. Áo hồng ruốc xả 80 lẹ nha. Mấy áo này là phải lẹ. Tại vì hàng này hàng Việt Nam xuất khẩu ấy đó. Rồi áo đỏ này xả cho mấy chị 70. Áo đỏ 60 kg đến 82 kg. Xả cho mấy chị 70 áo đỏ. Áo đỏ này vải đẹp lắm. Áo đỏ này vải đẹp vô cùng, tủ quốc ta ơi luôn ha. À, áo hồng của Trang Nguyên nè. 80 ngàn của Trang Nguyên. Anh Tân đưa giùm em cái bao này. Đưa cái bao này ra trước cho em khỏi mỗi nách đi anh Tân. Đưa bao này xuống đất. Rồi đưa bao này lên đây. Áo hồng ruốc Phạm Hoa 70 ngàn nè. Phạm đưa cho anh Tân đi. Phạm Hoa 70 ngàn nè. Phạm Hoa 70 ngàn. Rồi áo này của ai? Heo Quỳnh Điểm. Con này vải đẹp lắm nha. Heo Quỳnh Điểm. Heo Quỳnh Điểm 80 ngàn nè. Heo Quỳnh Điểm 80 ngàn nè. Áo đỏ của Phạm Hoa có rồi nha. Áo 80 ngàn của chế Tú Linh nè. Áo đỏ còn. Không biết áo kia còn hay không. Tú Linh. Rồi lên xả cho mấy chị. Tú Linh đâu? Bỏ nhà lắm. Tú giữ của thử còn áo không? Áo ruốc đó không bị có trên kệ còn khỏi trên khoác hồng má ơi. Hồng ruốc. Để coi thử còn 2 cái không đi. Hết rồi mấy chị ơi. Chỉ còn áo đỏ thôi nha. Thì bây giờ em chỉ còn áo đỏ thôi mấy chị nha. Áo đỏ thôi ha. Chị nào chốt áo đỏ chốt. À, em lấy áo khoác hồng lon á chị, theo ủng miễn. Theo ủng miễn với con đó mặc bó được không? Mặc ôm vô đó, ôm. Cái độ co giãn không có nhiều đâu nha. Dạ chị Trang không có lấy áo khoác xanh không? Xã của Trang Nguyên một cái con khoác xanh đây đây. Để Trang Nguyên lấy 2 cái rồi. Xã khoác xanh gặp Trang gặp 90 ngàn của nó. Rồi tí xíu em lên cái mã ba lỗ này cho mấy chị ha. Tí xíu em xả cái mã ba lỗ này cho mấy chị. Cho nên mấy chị phải chốt liền nè. Cái gì à? Đang hỏi đó. Heo ổn biển 80 kg cao nhiêu? 78 kg. Bán cho heo ổn biển này 90 ngàn đi. Rồi chuẩn bị nha quý vị nha. Em lên cho mấy chị con quần size lớn nè. Bán rẻ 70 ngàn về mà 140 lận đó mấy chị nha. Nhưng mà size này là 90 đến 100 kg. Thông báo là con này 85 đến 100 kg nha. Mấy chị mặc con quần này nhờ cái phần dây rút nha. Mấy chị bị chật bị rộng gì cứ rút dây rút cho em. Rồi 85 đến 100 kg. Chốt giùm em quần. Quần cà phê sữa 70 ngàn. À, trở lại cái áo thun nha.
trẻ lại cái áo thun là chốt hai cái áo khoác, nhưng mà trẻ lại cái áo thun. À, đưa cái áo thun qua cho người khác đi. Áo thun cho 80 ngàn, đưa qua cho chị Tú Linh đi. Trả 80 rồi bỏ kia vô lại ghi 90 bên tôi. Rồi lấy cái áo kia chốt cho chị Tú Linh. Rồi lên nha mấy chị, quần. Quần cũng size lớn nè. Nè, cũng size 85 đến 100kg. Chế nào mà 85 đến 100kg. Tối nay là trúng bánh đậm luôn. Dạ trúng một chị dầu Obelax luôn đó nha. Quần của Thảo Hồ. Thảo Hồ lấy mấy cái báo nha. Quần cà phê sữa của Thảo Hồ 70 ngàn của Thảo Hồ. Rồi em lên cho mấy chị một cái con sơ mi nè. Con này đẹp lắm. Em lên cho mấy chị con sơ mi. Con này em nói mấy chị em mặc lên phơm 80 mấy ký, em mặc lên hơi bị đỉnh luôn, dưới 85 ký. Cái con sơ mi này đẹp lắm. 140 xải cho sơ mi cho mấy chị với giá 90 ngàn sơ mi trắng nha. Sơ mi trắng dưới 85 ký. Sơ mi trắng xải cho mấy chị 90 ngàn ha. Sơ mi trắng, đây là con cái xanh bơ nè. Chế nào á, chế nào mà bữa giờ me cái con này á, mấy chị ơi mặc cái con này đẹp dữ dằn lắm. Đẹp mà không có một vết tì đâu nha, 100 ngàn không có sale. Con này mấy chị mặc sọt với mặc lên áo đen á, con này lên cái thun gân nó đẹp dữ lắm. 100 ngàn áo xanh bơ 60 đến 85 ký ha. Chốt giúp giùm em một con áo hoa nè. Gì vậy? Sơ mi trắng 90 ngàn của Thúy Phan nè. Xanh bơ của chị Phạm Hòa 100 ngàn. Con này đẹp lắm chị Phạm Hòa. Con này đẹp cực kỳ luôn. Con này đẹp thấy mẹ luôn. Đây mấy chị, áo này xả cho mấy chị 60 nè. Áo này khi mặc sâu mấy chị gài nút vô ha. Rồi con này dưới 85 ký, chốt giùm em áo hoa đen. Áo hoa xanh đen xả mấy chị 60 ngàn. Áo hoa xanh đen. Dạ khách lấy rồi chị Thảo Quỳnh Quỳnh. Rồi lên cho mấy chị áo ba lỗ nè. Rồi xả cho mấy chị 70 nha. Xả 70 mà nói nghe nè, con này là thun lạnh nha. Con này 60 đến là 75 ký, thun lạnh xanh đen. Con này là thun lạnh trắng nè, con thun lạnh trắng là size từ 75 ký đến 90 ký. Thun lạnh trắng em có đọc size rất là rõ ràng nha. Mấy chị lưu ý giùm em nha. Áo hoa xanh, áo 60 ngàn hoa của chị Củ Dương nè. Củ Dương rồi, ba lỗ thun lạnh nha. Ba lỗ xanh đen của Mai Thanh Trúc nè. Mai Thanh Trúc 70 ngàn của Mai Thanh Trúc nè. Áo này 100 xe 70. Rồi còn một con trắng 75 đến 90 ký. Ai chốt con trắng chốt lên giúp giùm em con trắng nha. Lẹ lẹ đi quý vị ơi. Áo hoa khách lấy rồi. Đây là cái con quần Việt Nam xuất khẩu. Và con này nè mấy chị, em nói cho mấy chị biết là con này chị nào đã mua rồi thì bao ghì. Con này chị nào mua rồi thì ghiền dữ dằn lắm. Tại vì sao em không biết cái thun nó là thun gì. Là bình thường em bán hàng này là hàng chính quy là 120, thì giờ em sale cho mấy chị với giá 80. Nhưng mà con này size 85 ký. Con này size là 80 đến 92, 93, 94 ký. Con quần đen này nè, con này chị Thảo Hồ lấy được nè. Chốt giùm em quần đen 80 ngàn ha. Ba lỗ 72 ký. Ba lỗ xanh đen khách lấy rồi. Ba lỗ xanh đen đây con này. Ba lỗ 72 ký của chị Phạm Hoa nè. 70 ngàn của chị Phạm Hoa. Phạm Hoa. Ba lỗ quần 80 ngàn của chế Hương Lam nè. Chị Diễm Xưa nhiêu ký vậy? Quần 80 ngàn của chế Hương Lam nè. Nè, ở đâu lọt lại mẹ áo thun đen nè. Áo thun đen size 60 đến 75 ký. Rồi bán luôn cho mấy chị 60 ngàn đi. Vải đẹp lắm nha. Vải rất là đẹp, 60 đến 75 ký. Áo thun đen bán 60 ngàn. Quần đen khách lấy rồi mấy chị. Quần đen nó vải đẹp vô số lắm. Quần đen nó em không có diễn tả được. Nè em có cái ba lỗ xanh đen nè. Em có cái ba lỗ xanh đen nè. Con này phơm rộng nè. Con này phơm phải từ 70 ký đến 85 ký. Xanh đen nè. Chị nào chốt xanh đen rồi chốt giùm em. Áo đen 64 ký. Mà sao chị chốt quần đen? Quần đen đó em, trong khi đó em đọc quần đen nó phải 80 ký đến 90 ký. Rồi chị chốt vậy hàng sale em đâu có cho đổi trả. Rồi mất công mình phí tiền không chị? Khi mà hàng sale thì em lên em đọc rất là rõ số ký với chị lưu ý giùm. Ví dụ em đọc từ 60 ký đến 75 ký vừa thì chị sẽ chốt được. Còn bây giờ em đưa cái quần đen nó lên em đọc từ 80 đến 90 ký, sao chị vô chị chốt được? Rồi chị chốt rộng thì giờ chị mặc không được, em không cho đổi trả, có phải chị em mất lòng không? Ha ha đó. Rồi áo thun đen của ai? Áo thun đen của chị Phạm Hoa nè. Áo thun đen của chị Phạm Hoa. Cái con lính này là 140 không có sale nha. Con lính CK này là 140 nha. 60 đến 80 ký.
cái gì vậy? 60.000. 60.000. Quần đen khách lấy là mua cho, vậy chị phải chốt rồi mua cho nó. Thiệt. Áo đen này là không có sale, để chút ba lùng nó treo cái dèo này lên nè. Không có sale nha. Áo CK này không có sale 140 nè. Áo này hiếm khó lắm mấy chị. Cái hàng này cực kỳ hiếm rồi, có quần 140 sale cho mấy chị 70.000 nè. Nhưng mà size này là 85-88kg đến 100kg. Chốt giùm em là quần hoa đen, quần xám đen nha. Quần xám đen. Chị nào chốt quần xám đen, chốt lên giúp giùm em quần xám đen. Xám đen, xám đen. Nè, lên cho con quần dành lộn nè. 150 sale 100. Mấy chị coi phân quần nè. Mấy chị coi phân quần hàng Việt Nam xuất khẩu nó may là đẹp không? Quần size M. Quần này là 60-75kg. Giá xả quần đen này cho mấy chị với giá 100.000. 100.000 quần đen nha. Cái con quần đen này là 60-75-77kg vừa ha. Chị nào chốt cái con quần này thì chốt lên giúp giùm em nha mấy chị. Chốt lên giúp giùm em ha. Rồi lên cho mấy chị một cái áo sơ mi mà giống như chị Thí Phan hồi nãy lấy. Nhưng mà con này form lớn nha. Con này form khoảng cỡ là 80kg nè, trên dưới 5kg nữa ha. 75-85kg. 75-85kg con sơ mi hoa sale 90. Con này 140 sale 90 nè. Chốt giùm em sơ mi hoa. Sơ mi hoa, quần đen của Thúy Phan nè, quần đen 100.000 của Thúy Phan. Rồi lên cho mấy chị một cái con đầm này mấy chị mặc nách rộng được thì mấy chị hãy mặc nha. Con đầm này của hàng Si Nhật á, của hàng Si Nhật dưới 70kg dễ thương lắm. Rồi con đầm này sale cho mấy chị 90.000 đi, 90.000 đầm. Mấy cái hàng này là không có đổi trẻ được đâu nha. 60-70kg sơ mi hoa của Vân Lê nhiêu ký chị Vân Lê? Rồi sơ mi xanh bán nha, 90.000. Rồi sơ mi xanh bán cho mấy chị nè. Sơ mi xanh dưới 80kg bán cho mấy chị 60.000 luôn nè, dễ thương không? Sơ mi xanh bán 60.000 sơ mi xanh luôn hả? Sơ mi hoa Lê Diễm Chi. Bây nhìn cái sơ mi hoa nó có được ở dưới còn không? Ở dưới trên cái kệ còn nhiều lắm. Sơ mi hoa đó chị nhớ không? Nè em nói chị Lê Diễm Chi nè, chị chốt cái con này cho em về chị mặc. Thứ nhất gọn, thứ hai đẹp, mà thứ ba dùng từ sao ta lịch lãm dễ thương lắm. Sơ mi trắng bi nha, tay chị luôn nó sale có 90.000 à. Sơ mi xanh của Phạm Hoa 60.000 nè con. Còn cái đem bên đây đi. Rồi lên tiếp nè. Lê Diễm Chi nè, Lê Diễm Chi 90.000 của Lê Diễm Chi nè. Lê Diễm Chi 90.000. Sơ mi trắng của chị Thảo Huỳnh. Gọi đồ ơi. Đang lấy Thảo Huỳnh. Tay này chị Thảo Huỳnh vừa nè. Đúng rồi. Sơ mi trắng bi của chị Văn Lê nè. Chị Văn Lê nãy giờ nhiêu ký rồi? Chị Văn Lê mua hàng mình chưa vậy? Dạ shop có áo dài không? Hiện giờ không có áo dài. Chị Lê Quỳnh để em coi thử còn size đó cho chị không nha. Chị Lê Quỳnh. Nè Lê Quỳnh một con nè. Lê Quỳnh 90 ngàn. Cái con sơ mi bi trắng nè chị Lê Quỳnh. Mặt bị cưng á. Mặt hơi bị cưng. Để em coi thử nha chị Lê. Để em coi thử con. Ê, áo này hồi nãy ai thiếu nè? Ai thiếu mà size lớn nè? Ai thiếu áo đồ đục quen? Chắc mẹ nè. Ai thiếu áo đục quen? Hàng Nguyễn 80.000 nè. Áo đục quen. Lê Diễm Chi mới có một cái chị. Để em kiếm được, còn ở dưới đó còn áo đó không Bi? Xuống kiếm áo đó đi. Không. Áo mà mới bán rồi Bi rồi Hoa. Nãy ở con có một màu kem sữa nữa. Nè kem sữa nè. Kem sữa size L là đúng size em nè. Size XL thì so với em hơi rộng nha.
Hai này là chị nào 70 đến 82, 83 xíu là quốc là cam sữa đẹp lắm. Em nói với chị là cam ở sau nó là lưng thun cho nên mấy chị thoải mái ha, cam sữa. Nè, ai chốt cam sữa chốt liền đi ha, chứ tại sợ không có bán. Ai chốt cam sữa chốt giúp giùm em cam sữa nha. Để coi thử còn cái bi trắng không. Để em bé. Còn bi trắng em ở đây. Tặng cho mấy chị cái quần nè. Chị nào 90-85 đến 100kg tặng cho mấy chị cái quần mặc ngủ chơi nè. Chị nào có chia sẻ livestream tặng nè. Cam sữa của chế Văn Lê. Chị Văn Lê cho em lên số ký đi chị Văn Lê. Rồi áo bi trắng ai cần thì quét liền nha. Áo bi trắng của chị Diễm hả? Lê Diễm Chi nè. 90.000 nè, Lê Diễm Chi nè, áo bi trắng nè, 90.000 của Lê Diễm Chi. Đợi em coi thử nha. Tặng là của chị Thảo Hồ nè. Thảo Hồ tặng nè con. Dạ đợi em coi thử chị. Trời, không có ai thì treo dưới chứ không biết bán đi. Nè, còn một con áo hoa nè. Còn một con áo hoa xanh 60.000 dưới 85kg nè. Ai chốt hoa xanh 60.000 dưới 85kg thì chốt ha. Cam sữa 75kg, ở dưới đó còn cam sữa không em không? Không luôn hả? Mất cam sữa rồi mấy chị ơi. Còn bi trắng thôi mà nè. Chút treo mấy cái này có nhiều dữ không? Ba con. Treo lên cho em muốn bán áo hoa của Trinh Võ, hoa xanh của chị Trinh Võ nè. Hoa xanh của Phạm Thị Ngọc Giai trước. 60.000 của Phạm Thị Ngọc Giai. 60.000 của Phạm Thị Ngọc Giai nè. Cái con này mà chị nào mà chưa mua thì nên mua nha. Rồi xả 80.000 luôn, em nói thiệt lòng mấy chị có cái phơm áo nè. Nè, thứ nhất phơm áo, thứ hai vải nè. Vải mê lắm, dạ 60 đến 90kg cũng vừa nha. Chốt giùm em xám lông chuột xả 80.000 luôn. Xả 80.000 bi trắng lúc nãy. Em có không vậy, Văn Lê có. Coi thử Văn Lê có cái bi trắng chưa vậy? Có bi trắng rồi. Có rồi chị Văn ơi. Có rồi nha chị không? Nè cái con hồi nãy mà thun gân mà em bán 100.000 á. Mấy cái này đấy khi nào có lắm mấy chị. Tại vì khi mặc lên nó phơm nó gọn lắm. Rồi 100.000 áo trắng. Gì ạ? Áo trắng áo xám hai chốt. Rồi xám của chị Lê Diễm Chi. Con xám này vải đẹp lắm. Con xám này vải đẹp lắm. Con xám này vải đẹp thấy mẹ luôn. Nè quần này phơm nhỏ nè. Quần này 70-82-83kg nè. Xả 70. Quần này rút dây mặc sướng lắm nha. Chốt giùm em quần 70. 70-82-83kg. Yên Phi lấy bi trắng nè. Bi trắng đẹp lắm nha chị. 90.000 của Yên Phi nè. 90.000 của chế Yên Phi nè. Thun gân trắng của Phạm Hoa nè. 100.000 của Phạm Hoa. Cái con đó mấy chị kiếm không ra đâu. Em còn con dung rêu nè. Em còn con dung rêu. Size này là size 68kg đến 80kg nha. À, con này size lớn, xin lỗi với chị con Dung Hoa. Con Dung Rêu này size lớn nha, 250 xả 150. Con này là size từ 80kg nè. Size 75kg đến 90kg nè. XL. Chốt giùm em con Dung Rêu. Mùa này mấy chị mặc mấy cái con này em nói mấy chị hơi bị đỉnh luôn nha. Rồi 150 nha. Em thích ra tay dài đi bán hàng. Dạ ok Diễm Chi. Dạ ok chị, để em coi thử còn không nha. Để em lên cho. Nè chị còn con thun sọc nè. Chị Chi chốt luôn ơi, trời ơi coi này dễ thương không. Dễ thương lắm nè, chốt cho chị Chi luôn ơi, 80.000 Lê Diễm Chi. Lê Diễm Chi 80.000 chốt cho hết luôn á quý vị ơi. Nè bi chút nữa bỏ mấy cái con bịch này ghi sai rồi chút nữa bỏ lên cầu thang đi. Chốt giùm em sọc xanh nha. Ai chốt sọc xanh chốt lên giúp giùm em sọc xanh 80.000 lấy. Nhưng mà vải rất là ú dè nha chị. Vải ú dè dữ dằn lắm. Em có con áo thun bi bán 50.000 vải đẹp. Vải này là size từ 75 đến 100kg nha. Ai mà không đúng, ai không đúng số ký này đừng lấy 50.000 bán luôn. 50.000 bán luôn. Quần của chị Phạm Hoa nè, 70.000 quần của chị Phạm Hoa nè. Quần của chị Phạm Hoa 70.000. Hồi nãy ai chốt quần đùi đâu? Hồi nãy ai từ 75kg tới 90-95kg. Ai 75kg đến 90kg chốt quần đùi đây. Chốt đây 80.000 quần đùi nè. Vải rất là đỉnh nha. Vải đỉnh lắm. Hàng Nguyễn nè. Hàng Nguyễn Bình Định 50.000 nè. Hàng Nguyễn Bình Định 50.000. Em nói với chị là vải đỉnh là mấy chị cứ tin là vải đỉnh đi ha. Vải cực kỳ đẹp nha mấy chị. Để bán cho con áo giá. Bán cho con áo giá 40.000 là 60-82-83kg. Chốt giùm em áo trắng 40.000. Áo trắng 40.000 nha. Quần đùi nè.
80.000 nè. Quần đùi của Mai Thanh Trúc 80.000 nè. Rồi quần đùi của ai nữa? Quần đùi của Lê Diễm Chi nè. Lê Diễm Chi 80.000 nè. Quần đùi của chị Lê Huỳnh nè. Coi quần này chị Lê Huỳnh về mặt sướng lắm. Lê Huỳnh 80.000 nè. Quần này chị Hoa đựng lên mặt. Nói thiệt lòng quần này chị Hoa đựng lên mặt. Để em coi tụi con cái nào không? Dạ. Con còn cái nào không? Em chốt cho chị Hương Lan. Nói thiệt. Rồi tí xíu em sẽ xem áo ba lỗ cho mấy chị nha. Có một kỳ trên 200 cho 200 nha. Cái gì? Cho 500 kỳ có kỳ đi mua đồ ăn về thôi. Quần đùi đen nữa rồi. Em có cái quần beo nè. Quần beo đen, con này size lớn nha. Trời ơi, chế nào mà 85-100kg chốt con quần 70.000 đây là trúng mánh luôn. Em không có diễn tả được cái độ đẹp của nó đâu. Chốt giùm em quần beo đen. Quần beo đen, quần đùi hết rồi. Quần đùi hết rồi mấy chế ơi. Áo trắng 40.000 của ai? Áo trắng 40.000 của chị Phước Thịnh nè. Áo trắng 40.000 của chị Phước Thịnh. Trời ơi nói nghe nè, ai mà vừa cái quần đùi. Trời em ngồi em nóng nổi là đổ mồ hôi luôn. Cái quần đùi này nè mấy chị. Ở lộn. Cái quần beo á. Quần beo đó. Chị nào chốt được là hơi bị đã luôn. Phí Phan Diễm Phan 70.000 nè. Phí Phan Diễm Phan 70.000. Con đầm này sai nhiêu? Nằm này size số 8, size bé xíu à. Nằm này size bé xíu à. Nè anh ơi chốt nằm gì cho má đi anh. Chốt nằm cho bà 8 đi. Nè nói nghe nè. Cái con áo này nè là bữa giờ hết rồi nè. Mà tự nhiên đâu nó lạc đàn một mẹ nè. Cho nên chị nào mà chốt được cái con sơ mi này là bà đó trúng mánh. Size này là size dưới 82kg. 180cm 120cm sơ mi sọc. Và thông báo nha. Và thông báo là thôi để yên mặt nó bị dơ cái gì á. Nhưng mà nó không có quan trọng, nó bị dơ thôi giặt thôi. Thôi bị đẹp nha. Nói chung là con này đẹp. Con này đẹp nha mấy chị. Sơ mi của Trần Hồng Ngọc nè, 120 cái gì đi. Đâu có từ từ đi. Từ từ đã like xong cái này rồi nữa là bỏ cầu thang nè. Ừ, 120 của Trần Hồng Ngọc. Bỏ cầu thang. Dạ sơ mi sọc khách lấy rồi. Em lựa con nào ra u ok với u dè là em bán với chị rồi. Con này 280 nè. Nhưng mà con này ngó bộ nó giống như chín tấc ấy. Ngó bộ vậy nha, em ngó bộ thôi nha. Con này là eo 90 nè. Rồi con này xả mẹ cho mấy chị 150.000 đi. Con này eo 88-90 à, eo 88-90 rồi chốt con quần xanh đen không rách nè. Ở dưới đây mấy chị không thích tua thì mấy chị săn lên nó thành chín tấc nha. Eo 88-90 con quần này xả luôn 150.000. Xả luôn 150.000 quần xanh đen. Quần xanh đen xả luôn 150.000 cái này, cái áo đây cái quần đâu mất rồi. Xanh đen 150.000. Chế nào chốt xanh đen 150.000 chốt em. Nè, còn con áo nãy giờ chị Phan Hoa chốt nè. Nhưng mà con này cổ tròn. À rồi, chốt cái mã cuối cùng hồng rút cho em 60-80kg, 85kg. Rồi mã hồng rút 70.000. Vải đẹp lắm. Mã hồng rút 70.000. Quần của chị Yến Linh Liêu nè, 150.000 của chế Yến Linh Liêu nè. Rồi chốt giùm em con này là y chang cái vải nãy giờ chị Phạm Hoa đang chốt 60-85kg nè. Chị nào chốt con quần này chốt giúp giùm em nha. Quần ơi là quần. Em đón nè cái áo này nè. Ngày hôm nay em xả cho mấy chị. Em xả cho mấy chị con này mấy chị giật lộn nè. Áo này 140. Xả nhẹ một giá thôi 101 nè. Mấy chị có cái form áo nè. Thứ nhất vải. Thấy chưa. Thứ hai tay. Thấy tay hàng Việt Nam xuất khẩu chưa. Xinh chưa. 140 xả 101 áo trắng. Có một size thôi 60-80kg áo trắng. 75kg càng tốt nha. 75kg càng tốt ha. Quần rút của chị Phạm Hoa nè. Rút 70.000 của chị Phạm Hoa. Rồi chốt lẹ lên. Trắng có một cái của chị Bé.